đặt ra là phải rút ngắn khoảng cách về trình độ và các kỹ năng mới thông qua đào tạo và dạy nghề. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, Siemens Việt Nam đã quyết định thành lập Citroen, trung tâm đào tạo tự động hóa Siemens tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 2018. Chức năng chính của trung tâm là phổ biến kiến thức, đào tạo kỹ thuật, chuyển giao công nghệ hệ thống tự động hóa và truyền động của Siemens, đồng thời hỗ trợ cho khách hàng giáo trình thực tiễn và trang thiết bị demo hiện đại cùng đội ngũ hướng dẫn là những chuyên viên hàng đầu và dày dặn kinh nghiệm của Siemens. Citroen đã và đang mang đến những trải nghiệm và kiến thức bổ ích cho các học viên trong từng khóa đào tạo chuyên ngành. Đến nay, Citroen Việt Nam đã tiến hành nhiều khóa đào tạo cho các nhà máy, công ty và các nhà tích hợp hệ thống tự động hóa. Công ty VinFast, một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất ô tô, cũng đã lựa chọn Citroen để thực hiện đào tạo cho đội ngũ kỹ sư tại nhà máy sản xuất ô tô của họ. Trong quá trình mà tham gia đào tạo, các giảng viên của Siemens hướng dẫn rất là nhiệt tình. Tôi thấy bài giảng của Siemens được bố trí rất là chặt chẽ, rất là khoa học và có sự cân bằng giữa phần lý thuyết và phần thực hành. Thêm vào nữa thì trong quá trình tham gia đào tạo của Siemens thì chúng tôi đã được thực hành trên những thiết bị thực của Siemens, ví dụ như là phần máy tính và phần các cái bộ kit và phần lập trình cũng như là các cái phần điều khiển chuyển động. Nhiệm vụ của chúng tôi là đào tạo học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tư vấn về giải pháp và sản phẩm cho quý khách hàng và đối tác. Chúng tôi rất vui mừng bởi vì Citroen đang là địa chỉ tin cậy về đào tạo tự động hóa và số hóa trong công nghiệp ở Việt Nam. Các khóa học ở Citroen của chúng tôi luôn kín chỗ. Các bạn hãy đăng ký ngay vào luôn nhé. Education is key in the battle of who will dominate the market in the digital age. And it's not just a one-off experience where you graduate from and then it lasts and settles for the rest of career. It's rather continuous learning path that evolves over time as the technologies, markets and business models are emerging. Siemens Training Center in the heart of Ho Chi Minh City is catered to professionals that are eager to onboard the journey of Industry 4.0. Siemens, ingenuity for life.
Hiện nay, việc thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn là một trong những trở ngại lớn của các doanh nghiệp. Chính sự thiếu hụt này đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất và gây ra những bất lợi so với đối thủ. Hơn bao giờ hết, nhu cầu bức thiết đặt ra là phải rút ngắn khoảng cách về trình độ và các kỹ năng mới thông qua đào tạo và dạy nghề. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, Siemens Việt Nam đã quyết định thành lập Citroen, trung tâm đào tạo tự động hóa Siemens tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 2020. Của trung tâm là phổ biến kiến thức, đào tạo kỹ thuật, chuyển giao công nghệ hệ thống tự động hóa và truyền động của Siemens, đồng thời hỗ trợ tư vấn cho khách hàng và doanh nghiệp. Với giáo trình thực tiễn, một hiện đại cùng đội ngũ hướng dẫn là những chuyên viên hàng đầu và dày dặn kinh nghiệm của Siemens, Citroen và đang mang đến những trải nghiệm và kiến thức bổ ích cho các học viên trong từng khóa đào tạo chuyên ngành. Đến nay, Citroen Việt Nam đã tiến hành nhiều khóa đào tạo cho các nhà máy, công ty và hệ thống tự động. Công ty VinFast, một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất ô tô, cũng đã lựa chọn Citroen để thực hiện đào tạo cho đội ngũ kỹ sư tại nhà máy sản xuất ô tô của họ. Trong quá trình mà tham gia đào tạo, các giảng viên của Siemens hướng dẫn rất là nhiệt tình. Tôi thấy bài giảng của Siemens được bố trí rất là chặt chẽ, rất là khoa học và có sự cân bằng giữa phần lý thuyết và phần thực hành. Thêm vào nữa thì trong quá trình tham gia đào tạo của Siemens thì chúng tôi đã được thực hành trên những thiết bị thực của Siemens, ví dụ như là phần máy tính, là phần các cái bộ kit và phần lập trình cũng như là các cái phần điều khiển chuyển động. Nhiệm vụ của chúng tôi là đào tạo học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tư vấn về giải pháp và sản phẩm cho quý khách hàng và đối tác. Chúng tôi rất vui mừng bởi vì Citroen đang là địa chỉ tin cậy về đào tạo tự động hóa và số hóa trong công nghiệp ở Việt Nam. Các khóa học ở Citroen của chúng tôi luôn kín chỗ. Các bạn hãy đăng ký ngay vào luôn nhé. Education is key in the battle of who will dominate the market in the digital age. And it's not just a one-off experience where you graduate from and then it lasts and settles for the rest of career. It's rather a continuous learning path that evolves over time as the technologies, markets and business models are emerging. Siemens Training Center in the heart of Ho Chi Minh City is catered to professionals that are eager to onboard the journey of Industry 4.0. Siemens. Ingenuity for life. Okay, xin chào tất cả các anh, các chị, quý khách hàng cũng như các anh chị đối tác và các bạn đồng nghiệp. Thì hôm nay thì thực sự là rất là vui mừng vì được đón các anh chị tham gia cái buổi hội thảo của Siemens và đặc biệt là ban dịch vụ kỹ thuật của Siemens Việt Nam. Buổi hội thảo này thì trong bối cảnh Covid thì vẫn là diễn ra online, thì chắc là các anh chị cũng đã quen với cái hình thức này trong suốt một năm qua. Thì buổi hội thảo của chúng ta thì hôm nay với cái chủ đề đó là
Digital Service tại Siemens Việt Nam. Thì lời đầu tiên thì cũng xin thay mặt Siemens Việt Nam xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị là quý khách hàng, là đối tác và các bạn đồng nghiệp. Một lời chúc sức khỏe và bình an trong cái thời kỳ dịch bệnh. Và hy vọng rằng cái buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay sẽ kết thúc tốt đẹp. Và chúng tôi mong muốn đem đến cho các quý chị một cái nhìn mới về đội ngũ kỹ thuật của Siemens chúng tôi. Về nội dung cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ với những cái nội dung như sau. Thứ nhất là mình sẽ nói về giới thiệu về đội ngũ của team customer service tại Siemens, cũng như là một số cái portfolio, những cái nhóm sản phẩm thuộc bộ phận service của Siemens. Tiếp theo đó thì bạn Tô sẽ trình bày với các anh chị về một cái công cụ mà suite, một cái nền tảng mới giúp cho việc kết nối giữa cái dịch vụ công nghiệp trong tương lai. Và phần cuối cùng Duy sẽ quay trở lại để giới thiệu với các anh chị về cái service contract, cái concept mới của ban dịch vụ của Siemens. Và một cái phần rất quan trọng và không thể thiếu đó là cái phần thảo luận. Thì phần này thì thực sự là rất mong muốn tất cả anh chị mình cởi mở đặt câu hỏi cũng như là đóng góp những cái ý kiến để giúp cho bộ phận dịch vụ kỹ thuật của Siemens hoàn thiện hơn và đưa ra được những cái phát triển được những cái sản phẩm, những cái giải pháp, những cái chính sách nó phù hợp với thị trường ở Việt Nam và đặc biệt là cho chính thì xin phép là mình đi vào cái phần thứ nhất, đó là về giới thiệu về customer service. Thì để thích ứng với cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và phục vụ cho cái quá trình mà chuyển đổi số của các cái doanh nghiệp, thì tập đoàn Siemens chúng tôi cũng đã tái cấu trúc và đặt tên lại một số những cái bộ phận, một số cái ban. Và hơn 170 năm lịch sử phát triển của Siemens thì chúng tôi gọi đây là một cái chương mới trong cái chặng đường phát triển của tập đoàn Siemens AG. Và chúng tôi đến từ ban công nghiệp số. Thì chắc hẳn là các anh chị cũng đã quen với cái tên gọi này rồi. Và ban công nghiệp số của chúng tôi thì gồm 5 cái bộ phận kinh doanh gọi là business unit. Thì các bộ phận kinh doanh này thì đều đưa đến cho khách hàng, cho quý anh chị những cái sản phẩm, giải pháp và dịch vụ phù hợp với những cái yêu cầu mà anh chị mong muốn, từ factory automation, tức là bộ phận tự động hóa cũng nhà máy, motion control là bộ phận điều khiển chuyển động, những cái biến tần động cơ, process automation, những cái sản phẩm giải pháp trong điều khiển quy trình, điều khiển quá trình. Software đó là cái mảng bộ phận kinh doanh về những phần mềm trong công nghiệp. Và bộ phận chúng tôi đó là customer service, bộ phận và dịch vụ về khách hàng, dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng. Và đây chính là cái
chúng tôi mong muốn là giới thiệu với quý anh chị về bộ phận Customer Service trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì những cái sản phẩm, giải pháp mà ban công nghiệp của chúng tôi đưa ra thì đều tập trung vào những ngành công nghiệp mà trọng điểm, bao gồm cả cái phần những ngành công nghiệp trong điều khiển sản xuất rời rạc, những ngành công nghiệp điều khiển quá trình và cả những ngành công nghiệp trong cái sản xuất mà có lai giữa cái điều khiển quá trình và rời rạc. Rời rạc ở đây mọi người có thể nhìn thấy một số những ngành được định nghĩa, đó là chế tạo ô tô, đó là về chế tạo máy gia công, về điện tử, rồi điều khiển quá trình thì mọi người có thể nhìn thấy đó là hóa chất, những nhà máy hóa chất, những nhà máy về xử lý nước, rồi sản xuất điện. Những ngành công nghiệp mà có cả điều khiển rời rạc và quá trình ở trong một nhà máy thì những ngành như là thực phẩm và đồ uống, dược phẩm. Về team CS của chúng tôi thì tôi muốn đưa đến cho các anh chị một cái nhìn khác, đó là service is more than you think, tức là những cái dịch vụ không chỉ đơn thuần như các bạn nghĩ trước đây, nó sẽ làm có những cái điều mới và tập trung về cái phần dịch vụ về số hóa. Thì tôi xin trích dẫn cái lời của bà giám đốc điều hành cái bộ phận customer service của Siemens toàn cầu, đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giúp khách hàng đạt được những mục tiêu trở thành về doanh nghiệp số. Và chúng tôi với những cái chuyên gia dịch vụ của chúng tôi thì ngay từ ngày đầu chúng tôi cam kết và đảm bảo là sẽ support các khách hàng trong cái toàn bộ cái quá trình mà chuyển đổi số. Và với cái việc mà được tiếp cận với những cái công nghệ tiên tiến, rồi kết hợp với việc mà tiếp cận khách hàng một cách tổng thể từ tư vấn đến thực hiện và tối ưu hóa, thì cho phép là chúng tôi đem đến những cái giải pháp mà tốt nhất, phù hợp nhất cho khách hàng. Và các anh chị cũng không có quan ngại ở cái vấn đề, nếu mà các anh chị là như Duy đã nói ở trên thì cũng không phải quan ngại cái vấn đề là anh chị là đơn vị sản xuất riêng lẻ rời rạc, hay là điều khiển quá trình, hay là sản xuất theo quy trình, thì chúng tôi đều có thể từng bước support anh chị, từng bước hỗ trợ anh chị để thực hiện cái việc mà chuyển đổi số thành công. Ở Việt Nam thì bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi gồm 4 thành viên hiện tại. Thì tôi là Nguyễn Thành Duy, hiện đang là trưởng cái bộ phận dịch vụ kỹ thuật. Đó là bạn Trần Văn Hiếu. Thì xin mời bạn Trần Văn Hiếu nói vài câu giới thiệu về bản thân cũng như chào mọi người. Dạ, xin chào tất cả quý anh chị và khách hàng. Thì lời đầu tiên cho Hiếu gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới cả mọi người. Và mong tất cả mọi người có một cái sức khỏe thật tốt trong cái thời điểm hiện nay. Và cũng xin tự giới thiệu thêm, Hiếu là phụ trách bên nhóm tư vấn sản phẩm cho phần tự động hóa nhà máy, tức là Factory Automation. Đồng thời thì Hiếu cũng là quản lý và tạo và là một thành viên trong nhóm Customer Service của Siemens Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Tiếp theo đó là bạn Lê Văn Tô. Xin chào tất cả các quý anh chị, đối tác cũng như là khách hàng.
Thì tôi xin được giới thiệu, tôi là Lê Văn Tô, một thành viên của ban dịch vụ khách hàng, ban công nghiệp số Siemens. Tôi phụ trách cái sản phẩm về dịch vụ cho cái mảng factory automation, ví dụ như là PLC, SCADA, v.v. Rất mong là được phục vụ các nhu cầu của các quý vị. Rồi còn một bạn nữa ở trong team của tôi, đó là bạn Nguyễn Văn Đạt. Nhưng hôm nay thì bạn Đạt thì có một cái việc gấp phải đi ra site, ra khách hàng. Do vậy là không tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Bạn Đạt thì là chuyên gia trong cái lĩnh vực về máy công cụ và những cái giải pháp mà liên quan đến số hóa trong cái máy công cụ. Thì cũng rất hy vọng rằng mặc dù là team của chúng tôi cũng hạn chế về thành viên, nhưng cũng đều có những thành viên rất là tích cực và có chuyên môn tốt. Hy vọng là được hợp tác cùng toàn thể các quý khách hàng, quý đối tác để chúng ta có thể là thành công trong tương lai. Thì về cái cách tiếp cận, như xuyên suốt cái chính sách từ headquarter từ toàn cầu, như là về phía team của Siemens Việt Nam, thì chúng tôi thấy rằng quá trình mà chuyển đổi số trong doanh nghiệp nói chung, cũng như là đặc biệt trong cái nhóm mà về dịch vụ, thì phải được tiếp cận một cách tổng thể từ khâu tư vấn đến khâu thực hiện và cùng là khâu tối ưu. Và cái quá trình này được diễn ra nó như là một cái chu trình, nó là liên tục, không thể dừng lại. Nó là một cái vòng tròn mà liên tục được đánh giá, rồi tư vấn, thực hiện, tối ưu và lại qua lặp lại. Thì có một cái nôm na là chúng tôi cũng hay nói về ví cái quá trình mà chuyển đổi số này nó giống như là những cái giải pháp về tiết kiệm điện năng trước đây khi mà bắt đầu chúng tôi trình bày. Đó là một cái quá trình rất là liên tục. Thì không có cái điểm bắt đầu cũng như không có cái điểm kết thúc. Cái phần thứ hai thì tôi xin muốn giới thiệu với các quý anh chị khách hàng là về các danh mục mà sản phẩm hiện nay chúng tôi đang có ở trong cái bộ phận Customer Service ở Việt Nam. Thì ở đây tôi phân ra làm hai cái nhóm. Nhóm danh mục đó là những cái danh mục về truyền thống Classic Portfolio và nhóm về Digital Portfolio, những cái danh mục về số hóa. Thì trước hết chúng tôi đi vào cái danh mục đầu tiên, đó là Classic Portfolio. Thì nói đến Classic Portfolio về service thì tôi tin chắc rằng là các anh chị sẽ nghĩ ngay đến cái việc đó là phải có dịch vụ hỗ trợ. Đó. Nói đến service là nói đến dịch vụ hỗ trợ đầu tiên. Thì ở đây Siemens chúng tôi vẫn đang cung cấp cả hai cái dịch vụ hỗ trợ. Thứ nhất là online support. Thì các anh chị đều biết là Siemens có một cái trang support.automation.com, trang rất nổi tiếng và có rất nhiều thành viên đã đăng ký tham gia và thường xuyên truy cập vào để download tài liệu. Ở trên này chúng tôi có những cái câu hỏi thường gặp, tức là FAQ, những cái ví dụ mẫu, application example, và có thể download được những cái manual, những cái update để có thể kiểm tra được những cái tính tương thích của thiết bị, rồi một số cái certificate để chứng nhận
đạt những cái tiêu chuẩn về quốc tế. Ở trên này chúng tôi còn có một cái forum mọi người có thể tham gia để trao đổi chat với các cái chuyên gia, với cộng đồng trên toàn thế giới. Và ở Việt Nam thì chúng tôi cũng có một cái forum và một cái trang support cũng như vậy ở trên Facebook. Chắc hẳn là cũng có nhiều anh chị ở đây cũng biết cái trang forum của chúng tôi trên Facebook. Và ngày càng chúng tôi ngày càng phát triển, hoàn thiện để làm sao cố gắng là tiếp cận, tương tác với các anh chị quý hàng một cách tốt nhất, nhanh nhất. Đấy là về online support. Về technical support thì hiện tại chúng tôi triển khai cung cấp những cái service card, tức là những cái gói dịch vụ mà khi quý vị mua thì sẽ được quyền ưu tiên để hỗ trợ. Có thể nói nhanh một cái ví dụ là nếu anh chị gặp một cái vấn đề về khó khăn, cần một cái sự hỗ trợ riêng thì có thể mua một cái gói support theo từng case, một trường hợp, hai trường hợp hoặc nhiều hơn. Chúng tôi sẽ có cái chuyên gia hỗ trợ riêng cho quý vị để xử lý những sự cố như vậy. Đó là service card về technical support. Nhóm sản phẩm thứ hai thì khi nói đến service thì mọi người nghĩ đến spare part, cung cấp và tư thay thế là spare part. Thì spare part thì theo những cách truyền thống trước đây thì chúng tôi vẫn cung cấp theo cái nhu cầu của khách hàng, tức là các quý anh chị cần mua một cái vật tư thay thế này theo part number thì chúng tôi sẽ cung cấp đáp ứng. Đó là cách truyền thống, nhưng có một cách nó khác hơn, mang tính hệ thống và số hóa hơn, đó là chúng tôi cung cấp theo bách kit, theo gói. Thì bằng cái những cái công cụ của Siemens hiện có thì quý vị có thể gửi cái nameplate của biến tần hoặc là động cơ, tức là hiện tại cái gói này thì mới đang triển khai ở cái phần chuyển động, tức còn phần automation thì chưa được triển khai, phần tự động hóa thì quý vị có thể gửi cái nameplate của biến tần của motor về thì cho Siemens, thì chúng tôi sẽ có công cụ để đưa ra những cái package, những cái gói spare part phù hợp với cho quý anh chị khách hàng, để giúp cho mình làm sao là tối ưu hóa, maximize được những cái khả năng sẵn sàng, cái tính sẵn sàng của nhà máy đó, rồi giảm thiểu những cái rủi ro trong cái quá trình mà mình bị dừng máy dài hạn. Tức là đôi khi các anh chị sẽ có spare part đó nhưng lại không phù hợp vì không follow theo, không theo cái package mà nhà sản xuất khuyến cáo, rồi mình giúp cho cái việc là giảm cái chi phí đầu tư dự trữ spare part. Thì đấy cũng là một cái thách thức trong các doanh nghiệp mà trong các nhà máy hiện nay, đó là giảm cái lượng mà tồn đọng spare part nhưng lại vẫn đảm bảo được cái thời gian sản xuất, tính sẵn sàng. Cái sản phẩm thứ hai trong cái nhóm spare part chúng tôi muốn giới thiệu cho quý anh chị, đó là cái mở rộng cái thời gian bảo hành. Và gần đây thì cũng có rất nhiều những cái yêu cầu mà gửi đến Siemens là yêu cầu là mở rộng thời gian bảo hành, tức là quý vị sẵn sàng bỏ tiền ra thêm để mua cái sự bảo đảm, mua cái sự bảo vệ cho cái thiết bị của các bạn, của quý anh chị. Thì Siemens cũng nhận thấy được cái yêu cầu đó và đã triển khai, đã có sản phẩm, đã có giải pháp phù hợp. Thứ nhất là với biến tần Synamic, toàn bộ cái hệ thống giải sản phẩm biến tần Synamic chúng tôi đều có thể cung cấp được cái gói mở rộng này, và cái thời gian
additional thời gian bảo hành thêm là chúng tôi cung cấp từ 3 đến 5 năm, tức là tối đa mình có thể mua được mở rộng cái gói bảo hành này lên đến 5 năm. Và khi các anh chị mua cái gói này thì sẽ được cái chứng nhận, tức là đăng ký mua và đăng ký trên cái trang My Registration của Siemens thì sẽ được cái một cái giấy chứng nhận là thời hạn bảo hành đến thời điểm nào, thì tùy theo cái thời gian mà anh chị mua và được đổi trả bảo hành miễn phí trong thời gian đó. Với automation và thiết bị đo lường process instrument cũng vậy, thì chúng tôi có cái option, có một cái lựa chọn đó là extended exchange option, thì cũng tương tự như là cái cho biến đàn Synamic, và thời gian là lên tới cũng là 5 năm, tức là 60 tháng. Đó. Thì nếu mà các anh chị mà có nhu cầu thì có thể liên lạc ngay với team của chúng tôi sẽ tư vấn cho anh chị những gói nó phù hợp. Một cái nhóm sản phẩm tiếp theo của service đó là sửa chữa, dịch vụ về sửa chữa, repair. Đúng không? Thì repair ở đây tôi đã phục hồi, có thể phục hồi được những cái sản phẩm mà bị lỗi, ví dụ như là ở biến tần, chúng ta hay nói đến là sửa biến tần, rồi motor, rồi những cái cơ cấu phức tạp hơn như là spindle, tức là cái phần mà chuyển động chính của máy công cụ chẳng hạn, những cái đồ gia công chính xác, thì chúng tôi đều có thể cung cấp được cái dịch vụ sửa chữa. Và cái dịch vụ này chúng tôi có thể cung cấp được tại in-house, tức là sửa ở tại trung tâm sửa chữa của Siemens. Ở Việt Nam cũng có, ở khu vực lân cận cũng có, và ở nước ngoài, tức là châu Âu cũng có. Chúng tôi đều có cái mạng lưới, có cái mạng lưới về trung tâm dịch vụ sửa chữa như vậy để cung cấp cho các quý anh chị cái dịch vụ sửa chữa. Và cái dịch vụ này thì anh chị cũng biết là được cung cấp trên toàn cầu, như vậy kể cả các anh chị là người chế tạo máy, xuất khẩu máy đi nước ngoài, hoặc là các anh chị là cái doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, thì đều có thể liên lạc trực tiếp với Siemens với cái sự hiện diện ở trên 200 cái vùng lãnh thổ, thì cái mạng lưới của Siemens được phủ rộng để cung cấp đến cái dịch vụ sửa chữa nhanh nhất và tốt nhất cho các anh chị. Một cái dịch vụ tiếp theo đó là dịch vụ về làm những công việc tại hiện trường cũng như là bảo trì. Thì team dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại Việt Nam thì hoàn toàn có thể cung cấp được cho các anh chị những cái dịch vụ làm tại hiện trường để giúp anh chị trong cái quá trình commissioning, tức là vận hành, cài đặt vận hành thử máy, hoặc là maintenance, bảo trì, bảo dưỡng trong các cái ngành công nghiệp, trong các nhà máy, giảm thiểu cái thời gian dừng máy, rồi kéo dài cái tuổi thọ của thiết bị, rồi hỗ trợ nhanh nếu quý chị có những hợp đồng riêng với Siemens, hoặc là dùng những cái dịch vụ ưu tiên thì sẽ có những cái hợp đồng để customize những cái hợp đồng, tức là làm cho những cái hợp đồng mà bảo trì nó phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Thì cái cột bên này đó là cái cột bên phải, đó là tất cả những cái dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp, từ field service, làm những dịch vụ ở hiện trường, remove service, hỗ trợ từ xa, commissioning,
inspection, tức là kiểm tra chuẩn đoán, preventive maintenance, bảo trì ngăn ngừa, corrective maintenance, bảo trì về sửa chữa. Thì tất cả những dịch vụ này trong những năm vừa qua chúng tôi đã cung cấp rất nhiều với cho khách hàng ở Việt Nam, cả những khách hàng trong nước và khách hàng nước ngoài. Một cái nhóm sản phẩm tiếp theo mà team customer service có thể cung cấp được, đó là cái dịch vụ về retrofit, tức là hoán cải, nâng cấp và hiện đại hóa cái máy móc. Thế thì nhằm cái mục đích đó là kéo dài cái thời gian tồn tại, cái tuổi thọ của những cái thiết bị đó mà mình đang sản xuất, đang lắp đặt, mình đang sản xuất rồi, thì bằng cái cách tức là mình nâng cấp nó lên, bằng cái cách có thể mình dùng những cái vật tư thay thế sau này để giúp tiết kiệm điện năng. Trước đây với công nghệ cũ thì dùng những vật tư tiêu tốn điện năng, bây giờ vẫn cái thiết bị đó nhưng có những cái vật tư lắp thêm vào để giúp cho cái bản thân cái thiết bị đấy cũng tiết kiệm được điện năng. Rồi gắn thêm vào những cái tích hợp thêm vào hệ thống tự động hóa ở môi trường tự động hóa một cách thông minh, làm sao để nâng cao hiện đại hóa, nâng cao được cái khả năng mà sản xuất đó, dạ, giúp cho cái việc mà giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động, giảm thiểu cái chi phí đó, mà sử dụng những cái sản phẩm tiêu tốn điện năng, cũng như là nâng cao cái khả năng phân tích. Khi mình tích hợp thêm vào hệ thống tự động hóa thì nâng cao cái khả năng mà có thể phân tích, chuẩn đoán cái lỗi, hiệu năng của máy, và từ đó thì từng bước sẽ tiếp cận cái vấn đề về chuyển đổi số. Thì những cái gói mà nâng cấp và hiện đại này thì chúng tôi cũng đều có thể cung cấp được cho hệ thống retrofit, cho drive system, tức là cho hệ thống chuyển động, cho máy công cụ, rồi máy sản xuất, hệ thống tự động hóa và hệ thống điều khiển quá trình, tức là nâng cấp từ hệ thống PCS 7 đời cũ lên hệ thống mới, version mới, hệ thống nấu bia, hệ thống tự động hóa trong nấu bia, trong xi măng, rồi chuyển đổi S7200, S7200, S7300, S7500, đó là những cái mình tôi nói ra để nó sẽ gợi nhớ gần gũi với các anh chị hơn những cái thuật ngữ. Về dịch vụ đào tạo thì như cái video ban đầu anh chị có xem về giới thiệu về trung tâm C-Chain, tức là trung tâm đào tạo tự động hóa của Siemens tại Việt Nam, thì chúng tôi cũng cung cấp những cái khóa học được tiêu chuẩn hóa cũng như là được tùy chỉnh, tức là customize, tùy chỉnh theo cái yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi có thể cung cấp những khóa học đấy thì dưới dạng online hoặc là dưới dạng học ở training center, hoặc ngay học ngay tại chính cái như trong cái video quý vị xem, ngay tại chính địa điểm của khách hàng là công ty VinFast, và chúng tôi đã thực hiện được rất nhiều khóa học từ khi trung tâm được thành lập cho những khách hàng lớn, và được các học viên đón nhận rất là tích cực, những phản hồi rất tích cực. Thì cũng như là anh Hiếu ở đây là phụ trách cái về đào tạo thì cũng có nói, đó là chúng tôi luôn luôn trau dồi, học hỏi. Và những đội ngũ giảng viên của chúng tôi đương nhiên là được cấp chứng chỉ rồi của Siemens trên Siemens Training trên toàn cầu, nhưng mà vấn đề là chúng tôi luôn
trau dồi học hỏi và tạo ra một cái quá trình mà học tập liên tục bền vững bằng cái kiến thức được cập nhật bằng những cái bộ training kit cũng được cải tiến rồi phát triển để cho nó phù hợp với cái xu thế công nghệ hiện nay. Cái nhóm sản phẩm cuối cùng trong cái danh mục truyền thống đó là hợp đồng về dịch vụ. Thì hợp đồng dịch vụ ở đây chính là cái sự kết hợp giữa những cái dịch vụ mà đơn lẻ gói lại thành một cái nhỏ cái gói dịch vụ và được định nghĩa cho riêng từng sản phẩm, riêng từng dây chuyền hoặc cho cả cái nhà máy để giúp cho anh chị là cũng giảm được cái thời gian dừng máy không mong muốn, rồi cho anh chị chỉ cần tập trung vào cái phần mà sản xuất chính của mình thôi. Những cái phần phụ trợ dịch vụ khác thì sẽ có những cái chuyên gia chúng tôi sẽ lo chăm sóc máy móc cho anh chị đó, và mình tối ưu hóa giảm được cái chi phí nhờ cái việc mà tối ưu hóa cũng như là tạo ra những cái gói service nó phù hợp với từng yêu cầu của các khách hàng. Thì phần thứ phần nhóm sản phẩm thứ hai giới thiệu với quý anh chị đó là về digital portfolio, cái nhóm sản phẩm về số hóa. Thì ở đây sau giờ giải lao thì bạn Tô sẽ nói sâu hơn về cái công cụ suite nên mình sẽ không nói ở đây. Cái sản phẩm đầu tiên trong cái nhóm số hóa đó là cái dịch vụ mà tối ưu hóa cái tài sản của chính anh chị. Siemens gọi là Asset Optimization Service. Thì cái dịch vụ này nó là cái gì? Siemens có các công cụ software để tức là từ cái data của khách hàng đem lại, từ cái danh mục mà thiết bị mà các anh chị đang dùng gửi cho Siemens, thì bên có cái công cụ phần mềm để tạo ra một cái report, một cái bản report phân tích theo một cái cấu trúc được hệ thống hóa theo một cái cấu trúc và giúp cho cái việc mà tối ưu hóa trong cái cung cấp cái dịch vụ spare part. Thì dựa vào cái giải pháp này nó diễn ra nó có bốn cái giai đoạn. Thứ nhất là phân tích từ cái data ban đầu thì đưa vào software phần mềm để phân tích đấy, xong thì cùng với các chuyên gia của Siemens kết hợp với phía khách hàng của anh chị thì ra được cái concept, cái kế hoạch mà hành động, dự trữ cái này, dự trữ cái kia, ra một cái kế hoạch tổng thể rồi mình thực hiện và mình đánh giá, mình vận hành. Thì cái lợi ích mà đem lại ở đây đó là mình đảm bảo được cái, mình luôn chủ động, mình đảm bảo được cái tính sẵn sàng của thiết bị, mình luôn biết được những thiết bị nào sẽ sắp sắp dừng sản xuất và có những cái kế hoạch nâng cấp hoặc là dự trữ nó phù hợp, thì từ đó thì giảm được cái chi phí đầu tư dự trữ, tối ưu hóa được cái việc quản lý về tài sản và tăng cường cái tính bền vững. Cái hình bên tay phải ở đây nó là một cái hình ảnh mà được trích ra từ cái báo cáo của chúng tôi. Thì nhìn vào đây thì các anh chị là người lãnh đạo, là người quản lý vận bảo trì cũng sẽ dễ dàng
đánh giá được, có một cái bức tranh tổng thể về cái tình trạng cái thiết bị của anh chị đang sử dụng hiện tại nó ở mức độ nào. Và Siemens cũng có những cái khuyến cáo nó phù hợp. Thế nhưng mà tôi chỉ trích ra một cái trang để ví dụ về cái giải pháp đó, giải pháp về Asset Optimization. Cái nhóm sản phẩm thứ hai trong cái phần số hóa đó là dịch vụ về phân tích, về ứng dụng những trí tuệ nhân tạo trong cái việc giám sát điều kiện, condition monitoring, theo dõi cái điều kiện hoạt động, trong cái việc predict maintenance, tức là bảo trì tiên đoán, bảo trì dự đoán, thì đó là một cái xu thế cũng ở trong tương lai. Đó là phải bảo trì, mình có bảo trì ngăn ngừa rồi, mình phải bảo trì tiên đoán. Rồi trong cái việc mà phân tích cái năng suất của cái thiết bị đó, cái hiệu năng của thiết bị đó, bản thân cái hiệu, cái KPI của cái thiết bị đó, anh làm ra từng này sản phẩm, cái máy của anh chạy ra từng này sản phẩm nhưng mà lại tiêu tốn bao nhiêu điện năng, dừng máy bao nhiêu lần, thì đánh giá được một cái là hiệu năng, năng suất tổng thể, performance analytics. Thì trong cái nhóm này thì tôi muốn giới thiệu từng cái giải pháp cho ba cái yêu cầu đó: condition monitoring, predictive service, rồi performance analytics. Thì bộ phận service của chúng tôi có giải pháp về brownfield connectivity. Cái tên cái thuật ngữ của cái giải pháp này tên là brownfield connectivity. Thì nhìn vào cái sơ đồ cấu trúc ở đây có thể giới thiệu nhanh với anh chị, đó là một cái giải pháp về software, về phần mềm được cài vào cái máy tính, nó gọi là một cái máy tính chủ đi, giúp cho cái việc giao tiếp, connect, tự thu thập dữ liệu từ các cái máy sản xuất của Siemens, của third party, tức là những cái máy mà không phải của Siemens, rồi những thiết bị về tự động hóa chứ không hẳn là do cho phần máy máy CNC, máy công cụ, mà có thể kết nối đến phần tự động hóa để thu thập dữ liệu, đưa dữ liệu đó lên bản thân server của nhà máy, tức là local server, hoặc có thể đưa lên trên cloud, trên cái server ảo. Và cũng có rất nhiều sự lựa chọn, ngay cả đưa lên cloud thì cũng có thể đưa lên được cái cloud do khách hàng mua. Ví dụ khách hàng không dùng cloud của Siemens là MyFair thì có thể dùng của chính khách hàng đã mua rồi, thì có thể tích hợp sẵn và có thể đưa lên MyFair của Siemens. Thì ứng dụng này cũng đã được triển khai thành công ở Singapore. Hiện tại thì đang có một cái ứng dụng triển khai rất thành công tại Singapore, là sân bay Changi, giám sát cái điều kiện vận hành của các thiết bị ở trong sân bay. Đấy. Và team CX của chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng có thể triển khai được cái giải pháp này ở Việt Nam. Rồi có con người, có thiết bị, có kiến thức có thể triển khai được. Giải pháp thứ hai trong cái nhóm ở phân tích và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đó là cái phần predictive service cho hệ thống chuyển động, price system. Đây là một cái bức tranh tổng thể để có quý anh chị sẽ có một cái hình dung chung là predictive service nó như nào và cần những thiết bị gì. Thì ở cái level
field level ở cái cấp hiện trường mình hiện tại đang có biến tần, đang có động cơ. Đó. Thì Siemens sẽ cung cấp những cái thiết bị giúp cho cái việc connect, gọi là thiết bị connect hoặc là gateway, như là Simotic Connect 400, như là Synamic Connect 300 cho biến tần, 400 cho động cơ, Synamic Connect 300 cho phần biến tần, hoặc ở những bộ mà MyConnect hoặc MyConnect Nano, những thiết bị mà máy tính công nghiệp, để giúp cho cái việc thu thập những cái dữ liệu vận hành của động cơ, của biến tần để đưa lên trên cloud. Thì trên cloud hiện tại thì chúng tôi có ứng dụng về để theo dõi cái điều kiện vận hành của motor biến tần, cũng như là phân tích như là C-Drive IQ Fleet, thì để dùng để thu thập và phân tích cái dữ liệu của động cơ, theo dõi cái vận hành của động cơ. Analyze My Drive thì là ứng dụng để cho cái phần về biến tần, đó, phân tích cái biến tần My Drive của tôi. Rồi Predictive Service Assistant là một cái gói phần mềm cao hơn để hỗ trợ đánh giá và bảo trì tiên đoán cho cả động cơ và biến tần. Rồi một cái level, một cái cấp cao hơn nữa, đó là từ những cái data này thì tôi có cái phần Predictive Service Assessment, là ứng dụng những cái trí tuệ nhân tạo để đánh giá, phân tích những cái điều kiện vận hành của thiết bị của các anh chị. Thì cái này chúng tôi cũng đang có sẵn thiết bị và ứng dụng ở Việt Nam, cũng có thể là triển khai ngay được đến tất cả các anh chị nếu mà quý anh chị có nhu cầu. Cái phần tiếp theo nữa trong cái giải pháp về phân tích, ở đây có cái giải pháp về OEE, tức là phân tích hiệu năng sản xuất của một thiết bị cũng như là một dây chuyền. Thì giải pháp này thì cũng đã được giới thiệu cách đây vài năm, tập trung ở trong những cái ngành về thực phẩm và đồ uống. Và đến bây giờ thì với cái sự phát triển của cái ứng dụng về phần mềm, rồi nền tảng điện toán đám mây, thì chúng tôi đang đẩy mạnh để phát triển cái giải pháp này ở Việt Nam. Và cũng đã có sẵn những thiết bị mẫu mà có thể triển khai ngay được với các anh chị nếu mà có nhu cầu. Phần cuối cùng trong cái nhóm mà về sản phẩm về digital service, về dịch vụ số, thì tôi muốn lại quay lại nói về vấn đề về dịch vụ tư vấn. Tại sao chúng tôi không nói từ đầu, vì bây giờ chúng tôi nói ở cuối, thì cái tư vấn ở đây chúng tôi có thể cung cấp được cái vấn đề về tư vấn, về đương nhiên về tư vấn về kỹ thuật rồi, nhưng mà trong cái quá trình mà chuyển đổi số thì có một cái bước nữa, đó là tư vấn về vấn đề về số hóa. Tức là ngay từ ban đầu chúng tôi có thể đi cùng với các quý anh chị để đánh giá được cái tiềm năng, cái khả năng số hóa của từng doanh nghiệp, và thêm vào đó là chúng tôi có thể tư vấn đánh giá được cái vòng đời, cái thông tin về vòng đời của không hẳn là của một sản phẩm của Siemens, mà có đội ngũ chuyên gia có thể đánh giá được cái vòng đời của cả một cái dây chuyền, thậm chí là của thiết bị của hãng thứ ba, cả một dây chuyền. Chúng tôi có những giải pháp gọi là Lifecycle Information Service. Thì rất hy vọng rằng là nếu anh chị có những cái nhu cầu, mong muốn tham gia vào cái quá trình chuyển đổi số
và có nhu cầu thì hãy liên lạc ngay với team của chúng tôi, với Siemens chúng tôi. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Trước khi sang cái phần thứ hai của suýt thì chúng ta giải lao khoảng 5 phút. Nó sẽ quay trở lại lúc 10:20. 10:25 anh ơi. 10:25, ok. If there's one constant, it's that life is unpredictable. Emergencies happen when we least expect it. If there's one constant, it's that life is unpredictable. What are the odds that you can't reach your service provider just when you need them? It is easy to sympathize with Charlie, but it isn't better on the other end. Service engineers also have plenty to deal with, like other angry clients. Anyways, back to Charlie. For a lead engineer like Charlie, this is not what he can afford on a busy day. He suddenly remembers Swift, a one-stop industry services platform. In just a few clicks on the Swift platform, he can send a service request instantly. Through a centralized customer content management system, plant managers then assign requests to their preferred service partner. Service managers oversee all requests that have been routed to the service partner content management system. Job assignments are efficiently made to an available engineer. Instant service requests. And a reassuring phone call to a worried customer.
Swift, Lucy can accept jobs on the go. Problem solved. Time tracking. Paperless reporting. And digital sign-offs. All in one platform. Charlie gets a peace of mind with status updates wherever he is, whenever he needs it. If there's one constant, it's that life is unpredictable. Emergencies happen when we least expect it. What are the odds that you can't reach your service provider just when you need them? It is easy to sympathize with Charlie, but it isn't better on the other end. Service engineers also have plenty to deal with, like other angry clients. Anyways, back to Charlie. For a lead engineer like Charlie, this is not what he can afford on a busy day. He suddenly remembers Swift, a one-stop industry services platform. In just a few clicks on the Swift platform, he can send a service request instantly. Through a centralized customer content management system, plant managers then assign requests to their preferred service partner. Service managers oversee all requests that have been routed to the service partner content management system. Job assignments are efficiently made to an available engineer. Instant service requests. And a reassuring phone call to a worried customer. With Swift, Lucy can accept jobs on the go. Problem solved. Time tracking. Paperless reporting. And digital sign-offs. All in one platform. Charlie gets a peace of mind with status updates wherever he is, whenever he needs it. Dạ, vâng,
Xin chào mừng các quý anh chị đã quay trở lại với cái buổi hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Thì vừa rồi trong giờ giải lao thì chúng tôi có trình chiếu một cái đoạn video clip ngắn giới thiệu qua về một cái nền tảng dịch vụ công nghiệp mới. Đó chính là cái mang tên gọi là Swift. Thì bây giờ tôi xin đi sâu hơn để giới thiệu rõ hơn về cái nền tảng dịch vụ công nghiệp này nó như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại một cái quy trình dịch vụ truyền thống nó xảy ra sao. Thì thông thường thì các công ty sản xuất thường giải quyết các vấn đề phát sinh từ nhà máy thông qua giao dịch với một cái bên cung cấp dịch vụ bên ngoài. Thì qua đó thì bên yêu cầu dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ sẽ thường giao tiếp với nhau qua rất nhiều cái kênh liên lạc, ví dụ như là email, điện thoại hay là tin nhắn. Tuy nhiên thì nó sẽ nảy sinh ra những cái các vấn đề phải đối mặt, ví dụ như là thiếu sự minh bạch thông qua cái thiếu các chỉ số đo lường về hiệu suất dịch vụ, cũng như là không kiểm soát được các chi phí phát sinh. Cái thứ hai, vấn đề thứ hai thường gặp phải đó là thiếu các trách nhiệm giải trình. Khi mà chúng ta không được cập nhật cái trạng thái thực về trạng thái của dịch vụ và cũng không thể theo dõi cái lịch trình các kỹ sư một cách tự động được, mà hoàn toàn là phải là các kỹ sư báo cáo về một cách rất là thủ công thông qua những cái bảng Excel hay là những cái bảng trắng mà ghi trong cái bảng management của mình. Cái điểm vấn đề thứ ba phải đối mặt đó là thiếu cái khả năng truy xuất về nguồn gốc. Mình không thể biết được là các công đoạn của dịch vụ này đã được thực hiện hay chưa, và không thể xác định được cái vị trí của các kỹ sư ở thời điểm hiện tại. Cái vấn đề thứ tư đó là cái thiếu các dữ liệu để phân tích. Khi mà chúng ta không thể truy xuất các báo cáo dịch vụ dưới dạng là bản cứng hay là những cái bản số, nhưng mà nó lại không được phân loại và không được hợp nhất một cách theo một cái platform nào chuẩn cả. Thế thì dựa trên những cái vấn đề đó thì Siemens có gây dựng lên một cái nền tảng về Swift. Nó chính là nền tảng cho cái dịch vụ công nghiệp. Thì với cái định hướng đổi mới quy trình cái dịch vụ thủ công thì Swift được xây dựng nên là một cái ứng dụng kết nối giữa bên yêu cầu dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ. Nó dựa trên một nền tảng kỹ thuật số bao gồm 3 cái tính năng chính. Một, đó là tạo cơ sở dữ liệu trung tâm để chia sẻ thông tin một cách rất chi là đầy đủ và phục vụ cho cái phân tích dữ liệu. Cái thứ hai đó là cái sứ mệnh thứ hai đó là kết nối giữa bên yêu cầu dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao cái tính minh bạch của công việc, tăng cường cái khả năng cam kết của các bên. Ngoài ra có một cái đặc điểm thứ ba rất chi là thú vị nữa, đó là nó đa dạng hóa các nhà cung cấp từ các thương hiệu, có thể là Siemens, có thể là bên thứ ba, hoặc thậm chí là có thể đối thủ cạnh tranh của Siemens. Mọi người có thể nhìn thấy chữ Y ở trong cái từ Swift này, nó nhấn mạnh lên cái yếu tố là kết nối giữa người yêu cầu dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ, đúng không ạ? Đấy, chữ Swift bình thường mà chữ Y ngắn thì nó có nghĩa là nhanh, còn nhanh nhẹn rồi. Đấy, tuy nhiên thì nó Siemens cố tình để vào đây chữ Y dài, nó có thể hiện được, nhấn mạnh thêm được là cái cầu nối, nó là một cái nên cầu nối giữa các bên liên quan. Ngoài ra thì Swift này sẽ giúp lưu trữ các dữ liệu dịch vụ và đưa ra những các báo cáo KPI để phân tích dữ liệu về hiệu năng của cái dịch vụ đấy như thế nào. Và Swift thì mang một cái sứ mệnh đó là hướng tới để trở thành một cái nền tảng dịch vụ hàng đầu trong ngành.
Với những cái sứ mệnh đó thì Swift nó sẽ mang lại hiệu ứng hai chiều giữa hai chiều giữa nhà cung cấp dịch vụ và bên khách hàng có yêu cầu dịch vụ. Thế thì nó có thể tạo ra là hai loại hiệu ứng. Thứ nhất là hiệu ứng cùng chiều, tức là hiệu ứng cùng chiều thì ví dụ như là ở giữa các nhà cung cấp dịch vụ với nhau thì nó mang lại là cái phạm vi mở rộng dịch vụ nó rộng hơn. Còn giữa các bên yêu cầu dịch vụ với nhau thì nó sẽ tăng cái tính minh bạch của dữ liệu. Hiệu ứng chéo là hiệu ứng ví dụ như là hiệu ứng của cái bên yêu cầu dịch vụ lên cái nhà cung cấp dịch vụ thì nó sẽ làm tăng năng suất của cái bên cung cấp dịch vụ. Ngược lại thì hiệu ứng của cái nhà cung cấp dịch vụ lên bên yêu cầu dịch vụ thì nó làm cái tính minh bạch, nó làm cái tính minh bạch được rõ ràng hơn thông qua cái việc là mình có thể là truy xuất dữ liệu nhằm theo dõi, phân tích và đo lường, vân vân. Nền tảng là như vậy rồi thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu các tính năng cũng như là các module của cái Swift này nó có cái điểm gì. Mọi người hình dung cái Swift này nói một cách nôm na thì mọi người hình dung nó có thể nó là như một cái Grab dùng trong cái dịch vụ công nghiệp. Sẽ có những cái bên yêu cầu, ví dụ như là Grab thì là bên yêu cầu là những người muốn đi đường, muốn vận chuyển hay gì đó. Rồi, và cái người khách hàng cuối cùng, người mà kỹ sư thì tương đương với là người lái xe đó. Thế thì Swift thì tương đương với cái nền tảng như kiểu đó là cái Grab. Thì nó cũng xây dựng lên theo một cái là module bao gồm 4 cái module được phân chia ra làm hai bên rõ ràng. Một là bên yêu cầu dịch vụ và hai là bên cung cấp dịch vụ. Thế thì các bên thứ nhất là mình sẽ nói về cái bên yêu cầu dịch vụ. Bên yêu cầu dịch vụ thì nó sẽ bao gồm module thứ nhất, đó là module về khách hàng yêu cầu dịch vụ. Mọi người có thể hiểu nó là end customer đấy, một kỹ sư ở trong xưởng hoặc là một cái nhà máy nào đấy. Đó. Thì họ sẽ dùng cái app Swift Customer để tạo ra cái yêu cầu kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật ở đây thì có thể là ví dụ như là một cái công việc hỏng hóc sửa chữa, hay là một cái dự án nào mới, hay là một cái yêu cầu về, thậm chí chỉ có cái yêu cầu về xuống về khảo sát về để nâng cấp chẳng hạn, vân vân. Khi đó thì họ sẽ được gửi yêu cầu lên thì sẽ có cái module số 2, đó là module về quản lý phía khách hàng. Quản lý phía khách hàng thì sẽ có nhiệm vụ là quản lý tất cả những cái dịch vụ được yêu cầu và đồng thời phân bổ các cái dịch vụ này đến cái bên cung cấp dịch vụ. Đó. Hiện tại thì Swift với phát triển ở cái module đầu tiên thì nó sẽ phát triển dưới dạng là app, thì mọi người có thể tải ở iOS app hoặc là Android app, hoặc là mọi người cũng có thể sử dụng ở trên cái nền tảng website. Tuy nhiên thì cái module số 2 đến thời điểm hiện tại là bây giờ là Siemens đang phát triển Swift tới cái version là 3.0 thì vẫn là cái module số 2 này vẫn chỉ xây dựng trên nền tảng website. Đó. Thế thì khi mà cái dịch vụ đấy được phân bổ đến yêu cầu cái bên cung cấp dịch vụ thì tương tự bên cung cấp dịch vụ cũng được xây dựng theo hai module. Module số 3 chính là cái module quản lý cung cấp dịch vụ. Quản lý cung cấp dịch vụ hay là những cái nhà cung cấp dịch vụ
ví dụ như là những cái đối tác, ví dụ như là SI của Siemens chẳng hạn, nói cho mọi người dễ hình dung, những cái nhà cung cấp dịch vụ, những công ty chuyên cung cấp dịch vụ đó, bảo dưỡng lắp đặt hay là lắp đặt hệ thống, tích hợp hệ thống chẳng hạn, đấy là những nhà quản lý cung cấp dịch vụ, thì sẽ có nhiệm vụ là quản lý dịch vụ nhận từ cái phía quản lý của khách hàng, đồng thời phân bổ kiểm tra giao dịch tới cái module số 4, đó là cái kỹ sư dịch vụ kỹ thuật. Kỹ sư dịch vụ kỹ thuật này thì chính là cái người kỹ sư trực tiếp hoàn tất các yêu cầu của dịch vụ này, và cái người kỹ sư này thì sẽ thực hiện thông qua cái app, gọi là app Swift Engineering Engineer. Thì cái app này được xây dựng, hiện tại cũng đang có hai phiên bản iOS và Android, đồng thời cũng có thể sử dụng ở trên nền website. Và module số 3 thì hiện tại cũng chỉ đang phát triển đến cái website. Thế thì ở cái bộ phận của Siemens, CS hiện tại thì sẽ có, cũng có thể nó là cũng có thể tiếp nhận từ không gian khách hàng đó, thì cũng có thể là module số 2, rồi có thể là từ yêu cầu từ các nhà máy đấy thì Siemens sẽ tiếp nhận là có yêu cầu chẳng hạn, rồi sau đó thì Siemens có thể là thông qua cái script này có thể hướng tới đến những cái nhà SI, nhà tích hợp hệ thống, nhà cung cấp dịch vụ của Siemens để mình đưa ra, tôi có cái job này, tôi sẽ gửi đến những nhà SI phù hợp. Ví dụ như là mảng Factory Automation thì sẽ có những cái đối tác về Automation, cái mảng MC thì sẽ có những cái đối tác về MC để có thể sửa chữa nhanh nhất. Và thậm chí cái script này thì mình có thể thiết lập được là nó sẽ có cái automatic tự động để tìm kiếm những cái nhà cung cấp dịch vụ phù hợp với cái dịch vụ đó. Rồi, tiếp theo đó là cái các tính năng của Swift, nó sẽ giúp giải quyết các vấn đề mà các doanh nghiệp đang gặp phải, mà cái vấn đề mà lúc trước mình đã nói ra ở trong cái vấn đề mà khi mà mình sử dụng cái dịch vụ truyền thống thì nó như thế nào. Thì đầu tiên nó sẽ là mang sứ mệnh là cải thiện trải nghiệm của khách hàng và tăng cường cái sự hài lòng, thể hiện qua cái việc một là tăng tính minh bạch của dịch vụ, khi mà chúng ta có thể đánh giá và đo lường cái mức độ hài lòng của khách hàng, tức là comment và feedback á, đánh giá đấy. Và chúng ta có thể quản lý các mốc thời gian trong quá trình dịch vụ được cung cấp. Đấy, nó sẽ làm tăng cái tính minh bạch của dịch vụ lên. Cái thứ hai đó là cái trách nhiệm về giải trình. Thì trách nhiệm giải trình thì sao? Nó thể hiện qua cái việc về cập nhật các thời gian thực của dịch vụ, cũng như là mình có thể lập lịch được thời gian biểu và kế hoạch cụ thể. Lập lịch và các thời gian cụ thể cho cái dịch vụ đấy. Cái tính năng thứ ba đó là cái khả năng truy xuất về nguồn gốc, thì nó sẽ thể hiện thông qua cái việc khả năng truy cập vào các tài liệu, các report, các báo cáo kỹ thuật số. Và có một cái tính năng nữa đó cũng rất hay, đó là cái có thể kích hoạt được cái bản đồ GPS để nhằm là cái xác định được vị trí của cái kỹ sư đó ở cái thời điểm hiện tại, và qua đó thì mình có thể assign, mình có thể chỉ định các kỹ sư nào phù hợp gần nhất đối với cái job hiện tại đó. Cái tính năng cuối cùng mà đó chính là cái nắm được thông tin chi tiết về cái dịch vụ thông qua cái việc phân tích dữ liệu. Thì cái việc phân tích ở đây thì mình có thể thông qua cái biểu đồ tròn, biểu đồ cột và các chỉ số phân tích về thời gian, các KPI. Ngoài ra thì có các cái tính năng khác, ví dụ như là tính năng kết nối, tích hợp, lưu trữ,
phân bổ đấy, như trước là mình phân bổ các yêu cầu dịch vụ tự động ấy, các mẫu báo cáo vân vân, đo lường hiệu quả. Để làm rõ hơn, để mọi người có một cái nhìn tổng quan hơn nữa, thì mình sẽ đi vào những cái minh họa ở trong những cái ứng dụng này, tại vì sao nó mang những cái tính năng như vậy. Đầu tiên đó là cái tính năng về minh bạch dịch vụ. Minh bạch về dịch vụ thì thứ nhất là cái tính năng về số hóa cái việc đánh giá và phản hồi. Chứ mình không cần phải viết email là phản hồi lại, anh phản hồi lại cho tôi về chất lượng dịch vụ như này, không cần phải ký tá gì cả đâu. Mà nó ở trong đó nó sẽ có một cái, ví dụ như mọi người rating ấy, cũng tương tự như mọi người khi đi Grab đúng không ạ? Mọi người rating vào đấy, ok, ông này được 4 sao, ông này được 5 sao. Đó, thì mọi người có thể đánh giá và phản hồi tức thì để giám sát cái chất lượng dịch vụ. Trong cái app này thì nó sẽ có thể là theo dõi các mốc thời gian thực thi dịch vụ. Ví dụ như mọi người có thể nhìn thấy là ok, job này được tạo khi nào, thời gian nhận cái job này được assign, được chỉ định cho ai chưa. Rồi, mình có thể giám sát được thời gian di chuyển cũng như thời gian sửa chữa của dịch vụ thông qua một cái bảng về các mốc cái thời gian. Đó là tính minh bạch của cái dịch vụ nói lên. Cái thứ hai đó là cái khả năng về truy xuất. Thì chúng ta có thể là truy cập nhanh vào tất cả những cái dịch vụ trong quá khứ mà chúng ta đã làm. Và chúng ta có thể nhìn thấy được cái báo cáo dịch vụ và cũng như là cái chữ ký số ở trong cái báo cáo đó. Và cái tính năng mà tôi đã nói trước đó là cái tính năng kích hoạt cái GPS để xác định vị trí của dịch vụ, tức là cái yêu cầu dịch vụ ấy nó xuất phát từ đâu, từ site nào, và đồng thời là kỹ sư, ok, kỹ sư cũng lên, kỹ sư ở gần đấy hay không. Đó, ví dụ như là màu xanh này, mọi người có thể nhìn thấy trên này, đó là các engineering của mình đang ở đâu, đó, đang ở Singapore, đang ở gì đấy, đúng không ạ, ok, vân vân. Các service request nó đang ở đâu, đó. Và cái các kỹ sư mà ở trong cái site nào thì nó sẽ có cái thể định vị, qua đó mình có thể tối ưu hóa cái việc định tuyến cái kỹ sư gần nhất đối với yêu cầu dịch vụ. Cái minh họa số 3 cái đó chính là cái tính năng về trách nhiệm giải trình. Ở đây thì chúng ta có thể theo dõi được tất cả các trạng thái dịch vụ theo cái thời gian thực. Ví dụ như là ok, mình đang có bao nhiêu dịch vụ pending, tức là dịch vụ vẫn đang chờ, bao nhiêu cái dịch vụ đang làm việc in progress và bao nhiêu cái dịch vụ đã được đóng lại, thì nó sẽ được hiển thị hết ở đây. Và các thông tin một cách liền mạch của các bên liên quan, ví dụ như là từ ông request, người end user request, rồi đến cái người quản lý khách hàng, bên cung cấp dịch vụ và kỹ sư dịch vụ, thì nó được hiển thị hết lên đây. Ngoài ra thì chúng ta có thể lên kế hoạch thực hiện dịch vụ bằng cái bằng các công cụ, ví dụ như là công cụ lập lịch trong ứng dụng này. Ok, tôi sẽ đến ở trong thời gian nhiều, và mình cũng phải nhìn thấy được là kỹ sư nào đang bận cái job nào và tại sao lại không nhận cái công việc này, thì mình cũng có thể nhìn thấy được là công cụ lập lịch ở trong cái ứng dụng này. Cuối cùng nữa đó là cái về cái thông tin chi tiết về dịch vụ. Thông tin chi tiết về dịch vụ thì mọi người sẽ có thể nhìn thấy được cái biểu đồ phân loại theo, ví dụ như là phân loại theo sản phẩm. Thì dựa trên cái biểu đồ phân tích về dịch vụ thì những cái thông tin này thì chúng ta có thể xây dựng lên chiến lược bán hàng bằng cách xác định loại sản phẩm tạo ra đối với doanh thu cao, hoặc là những cái bảng biểu để theo cái hiệu suất của nguồn nhân lực dịch vụ ấy, thì chúng ta có thể đánh giá KPI của một cái kỹ sư
ví dụ như trong năm nay anh thực hiện được bao nhiêu cái job đó, thì mình cũng có thể đánh giá cái năng lực của nguồn nhân lực dịch vụ của mình đó. Rồi, đây là thông tin liên hệ, nhưng trước khi thì mình xin giới thiệu qua cái đấy là giới thiệu qua về cái tính năng của website. Còn về Siemens Việt Nam thì cũng đã xây dựng trên một cái website. Đây, mọi người, một cái trang web để mọi người có thể truy cập vào để có thể đây là trang web này thì mọi người có thể truy cập vào để có thể tìm hiểu cũng như là liên hệ với đối khi mà các bạn quan tâm đối với cái Swift. Thì đây là các giới thiệu và các giới thiệu các tính năng của Swift thì mình cũng đã nói qua kia. Thì ở đây có thể là chúng ta sẽ có thể mô phỏng được cái quy trình của bên yêu cầu dịch vụ, tức là bên customer đấy. Mọi người có thể xem video ở đây để biết được là detail. Rồi mình submit nó lên. Thì cái bên quản lý yêu cầu dịch vụ sẽ nhận được cái yêu cầu dịch vụ này để có thể kết nối với cái bên cung cấp dịch vụ đó. Thì mọi người hoàn toàn có thể click vào cái đường link bên dưới để có thể tải về các hướng dẫn sử dụng cho cái bên yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu dịch vụ kỹ thuật. Tương tự như vậy thì cũng là cái mô phỏng cái quy trình Swift của cái bên cung cấp dịch vụ kỹ thuật, thì mọi người cũng có thể xem qua một cái video clip khi mà chúng ta sẽ quản lý cái yêu cầu dịch vụ được tới, thì sau khi đấy thì bên quản lý cung cấp dịch vụ sẽ chỉ định đến một cái kỹ sư. Rồi kỹ sư ở đấy sẽ sử dụng app confirm cái request này, ok tôi có thể làm được cái job này. Rồi và khi đấy thì mình sẽ bắt đầu công việc, và cái quản lý của mình có thể biết được tất cả những cái tác vụ mà mình có thể làm trong cái quá trình đấy và theo dõi. Và chúng ta có thể sau đó khi hoàn thành thì chúng ta submit cái report lên. Ví dụ như vậy thì mọi người có thể tải ở đây về một cái file PDF mà chúng tôi đã submit trên mạng, thì mọi người có thể đọc. Hiện tại thì nó đang ở với phiên bản tiếng Anh. Mọi người có thể đọc rất chi là dễ dàng thôi ạ. Sử dụng các app như thế nào thì mọi người có thể tải về. Chúng ta hoàn toàn có thể học cái app này một cách rất chi là nhanh chóng. Đến tiếp theo nữa đó là khi mà chúng ta đã quan tâm rồi thì chúng ta sẽ tải về, có thể tải về như nào thì ở trong cái bản, trong cái bản mà hướng dẫn kia thì cũng đã có cái QR code để mọi người có thể tải về, hoặc là mọi người có thể vào đây mọi người scan QR code cho Android, iOS vân vân, hoặc là mọi người có thể kích nhanh vào đây để truy cập vào cái Swift Customer phiên bản website. Tương tự như vậy Swift Engineering thì cũng có những cái như vậy, cũng có cái là mình cũng có thể tải Android, iOS và Swift phiên bản website. Còn về cái quản lý CMM, CMS thì chúng ta nói là hiện tại chúng ta ngoài ra thì ở dưới sẽ có những cái câu hỏi thường gặp mà mọi người, ví dụ như là tính năng đến bảo mật như nào, thì cũng có cái phần Q&A ở dưới mọi người có thể tham khảo. Thế thì khi mà chúng ta có thể quan tâm
thì chúng ta có thể liên hệ với chuyên gia bằng cách là kích vào đây để viết mail tạo tài khoản, hoặc là chúng ta có thể đăng ký tài khoản sử dụng ở đây bằng cách điền tên những cái trường request này. Vâng. Ok. Thế thì đó là những cái phần trình bày của tôi về cái ứng dụng Squid. Vâng. Cái phần sau mình sẽ có cái phần Q&A thì mọi người có thể hỏi sâu hơn. Và bây giờ xin được nhường lại cho anh Duy tiếp tục với cái phần trình bày của mình. Xin mời anh Duy. Rồi, mình quay trở lại với các anh chị để giới thiệu cái topic tiếp theo, đó là về Service Contract Concept của Siemens Việt Nam. Thì như ở cái phần giới thiệu về các cái nhóm sản phẩm, phần đầu mình đã giới thiệu cái hợp đồng dịch vụ nó là cái gì. Thì ở đây cũng muốn nhắc lại về cái định nghĩa của cái service contract đối với customer service bộ phận của Siemens Việt Nam. Thì nó nằm một cái hợp đồng mà dịch vụ được tập hợp từ những cái công việc service, đúng không, riêng lẻ, và mình định nghĩa là cho làm cho một sản phẩm, cho một hệ thống, hoặc là cho cả cái nhà máy của mình. Khi mình ký hợp đồng với nhau thì đương nhiên là mình có những cái xử lý trong cái hợp đồng, bao giờ có cái vấn đề về xử lý, từ những vấn đề về ưu tiên trong trường hợp mà nhà máy có sự cố khẩn cấp, cũng như là phải có một cái kế hoạch service bảo trì gọi là định kỳ. Thì cái mục đích mà ký cái hợp đồng service dịch vụ để giúp cho cái lợi ích là giúp cho giảm thiểu cái thời gian dừng máy không mong muốn của khách hàng, và nhờ cái việc mà có được sự ưu tiên phục vụ trong cái trường hợp khẩn cấp ấy, thì cũng là giúp cho cái việc giảm thời gian dừng máy, kể cả mình dừng định kỳ, mình có bảo dưỡng định kỳ thì cũng giúp cho tăng cái tính sẵn sàng của thiết bị, tức là giảm cái thời gian dừng máy. Đấy là cũng là một trong những cái chỉ tiêu rất quan trọng trong vấn đề mà đánh giá chỉ số về sản xuất, đúng không? Về năng suất KPI, đó là cái downtime. Những cái lợi ích thứ hai mà khi mình ký hợp đồng dịch vụ với bên cung cấp với Siemens thì lúc đấy anh chị chỉ tập trung vào cái phần sản xuất chính của mình, sản xuất sản phẩm chính của mình. Nếu anh chị làm một cái nhà máy về dược phẩm thì anh chị sẽ lo về sản xuất chất lượng, kiểm soát chất lượng về dược phẩm. Nếu anh chị là nhà máy về đồ uống thì chỉ lo sản xuất làm sao để đảm bảo được năng suất đầu ra, đầu vào, đầu ra hợp lý. Còn lại những cái công việc về đảm bảo về các cái máy móc sẵn sàng để phục vụ trong sản xuất thì đã có một cái bên dịch vụ lo và chuyên nghiệp để lo. Rồi đương nhiên đó là cái gói mà service contract. Cái slide sau mình sẽ trình bày thì Siemens cũng đem lại những cái biện pháp, những cái gọi là tính năng, những biện pháp về dịch vụ trong cái service contract để làm sao nó phù hợp và nó tối ưu với từng khách hàng. Chúng tôi không có giới hạn cứng ở những cái điều khoản trong đó, tất cả là
làm sao để customize, để gọi là may đo theo cái yêu cầu của chính các khách hàng. Thì phần này cũng rất, thực ra là phần này thì đến là cái phần cuối trong cái phần giới thiệu và đến phần câu hỏi, thì cũng rất mong là các anh chị có thể tham gia thảo luận và đặt câu hỏi ngay tại trong cái phần này cũng được. Mình nghĩ rằng và hy vọng rằng sẽ có rất nhiều những cái câu hỏi, những cái băn khoăn và những cái mong muốn chia sẻ từ mọi người, từ các anh chị khách hàng. Thì về cái service contract mà bộ phận dịch vụ khách hàng của Siemens đang muốn triển khai ở đây thì bao gồm hai cái gói là basic và advanced. Thì mình gói nói về basic trước, về gói cơ bản trước. Thì khi chúng ta bắt tay nhau triển khai ký một cái hợp đồng dịch vụ, nếu anh chị lựa chọn gói cơ bản thì cái offer, cái đề xuất của Siemens đưa ra, thứ nhất là về vấn đề, như mình đã nói về vấn đề về customer support, về hỗ trợ hoặc là về thì sẽ có đương nhiên rồi, sẽ có hotline, đương nhiên là sẽ có hotline và đảm bảo rằng là các anh chị gọi đến hotline của Siemens, gọi đến thì sẽ có cái chuyên gia, có người phụ trách để gọi lại cho các cái kỹ sư cho anh chị trong 8 gọi là trong cái giờ làm việc mà tiêu chuẩn đấy, trong vòng 8 giờ. Tức là anh chị gọi lại thì nếu mà kỹ sư của chúng tôi có thời gian rảnh, không vướng bận gì thì có thể gọi lại ngay, tức là trong vòng 8 giờ là sẽ có trách nhiệm gọi lại hỏi thăm cái vấn đề anh chị đang gặp phải. Tức là ngoài cái việc mà có hotline rồi thì có những cái như ở phần đầu mình trình bày, tức là có tài khoản truy cập vào cái trang support của Siemens toàn cầu cũng như Siemens Việt Nam, thì cái đó là hoàn toàn miễn phí rồi, cái đó thì mình không có bàn ở đây. Thứ hai là về những cái dịch vụ service support, thì chúng tôi định nghĩa ra là khi mình đã ký với nhau một cái hợp đồng hợp tác thì đương nhiên là cái giá mà dịch vụ gọi là service rate, tức là nếu các anh có những yêu cầu thêm ngoài phạm vi, ví dụ như là một cái maintenance, một cái biến tần, hoặc là commissioning một cái biến tần, hoặc là một cái hệ thống tự động hóa chẳng hạn, thì khi cần phải có dịch vụ của Siemens thì cái service rate chúng tôi sẽ có cái sự hỗ trợ giảm giá ở đây. Và như cái phần trước mình giới thiệu, đó là cái phần life cycle assessment hoặc là asset optimize, thì nó cũng tương tự như nhau, tức là chúng tôi sẽ cung cấp mà có kỹ sư làm việc cùng với kỹ sư của khách hàng của anh chị, sẽ cung cấp một ngày free of charge, tức là miễn phí cho anh chị cái kỹ sư đó để làm việc cùng với phía kỹ sư của khách hàng để thu thập những cái dữ liệu, những cái install base, những cái dữ liệu, cái data mà anh chị đang dùng, ví dụ anh dùng BSC S7300 loại nào, thậm chí là S5 biến tần loại nào, động cơ loại nào, và các cái volume ra làm sao, và để có một cái đánh giá để phục vụ cho cái việc mà optimization sau này, tối ưu hóa những cái spare part sau này, có một cái bức tranh giống như là về tình trạng của cái thiết bị đang sử dụng tại nhà máy của mình. Về training, về đào tạo thì đương nhiên là sẽ được cung cấp cái tài khoản để free access, truy cập miễn phí vào những cái trang mà support của Siemens như ở trên, nhưng mà ngoài ra thì trong cái C-Chain thì cũng có những cái tài liệu cũng rất là hữu ích về vấn đề có thể là các chị có những kỹ sư mới chẳng hạn, kỹ sư mới ra trường vào, những cái beginner chẳng hạn, thì C-Chain cũng có những cái tài liệu hệ thống hóa rất hữu ích để giúp cho cái việc training cho những cái kỹ sư mới như vậy
thì bước đầu vào làm quen thì sẽ dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận với những công việc mà mình đòi hỏi sau này, cái gì đòi hỏi sau này. Và nếu mình có nhu cầu, mình có nhu cầu đào tạo cho nhân viên, muốn nhu cầu sử dụng những gói, những khóa học đào tạo của C-Chain, Training Việt Nam, thì đương nhiên mình có những cái giảm giá, discount trên từng khóa học, tùy theo những khóa học mà anh chị tham gia. Tức là gọi là một cái khách hàng thân thiết hay là một khách hàng đã có sự ký kết sẽ khác hẳn với những cái khách hàng mà mình không được, không ký kết hợp tác. Rồi những cái chương trình thêm như là ở đây thì hàng năm thì Siemens ngoài những cái workshop hoặc là những cái hội thảo mà như mình đang tổ chức ở đây ra, thì chúng tôi sẽ cung cấp một cái buổi workshop. Ở đây nói là workshop, tức là có thể làm tại địa điểm nhà máy của quý anh chị và làm trong một ngày. Và workshop này là dành riêng cho cái khách hàng đó, rồi dành cho riêng cho anh chị, được customize riêng. Thì muốn thay vì theo cái chương trình chuẩn những cái seminar hội thảo mà Siemens tạo ra, thì đây là riêng cho chính anh chị, chính kỹ sư của các anh chị. Đó là cái điều đặc biệt. Và như vậy thì cái tính tương tác nó sẽ cao hơn, cái kiến thức thu được nó sẽ được nhiều hơn và nó sát hơn so với cái thực tế mà nhà máy mình đang gặp phải, những cái vấn đề mà mình đang gặp phải. Thế rồi ngoài ra đương nhiên là có trong cái list database dữ liệu của khách hàng của Siemens thì sẽ được mời, gửi thư mời để tham dự cập nhật những cái buổi hội thảo của Siemens để cập nhật công nghệ mới cũng như là những cái kiến thức mới, nhắc lại có cả cơ bản có cả nâng cao. Thì cái này cũng là một cái điểm mà thực tế ra thì cũng có nhiều khách hàng là có nói là lâu nay tại sao Siemens không tổ chức, nhưng có thể Siemens vẫn đang tổ chức nhưng vì cái database, cái dữ liệu nó bị thất lạc, thì đây cũng là một cách để chúng tôi hệ thống hóa lại và phục vụ khách hàng tốt hơn. Rồi đương nhiên chúng tôi hàng tháng chúng tôi đều có những cái bản tin, ngoài những cái bản tin của Siemens toàn cầu cập nhật những bản tin về công nghệ, thì bản thân Siemens Việt Nam, ban tự động hóa của chúng tôi, không riêng gì bộ phận dịch vụ khách hàng mà ban tự động hóa có một cái bản tin về công nghệ được cập nhật hàng tháng, và trên đó đã trình bày từ những cái giải pháp mới, sản phẩm mới, công nghệ mới và ứng dụng mới, có những ứng dụng mẫu. Và cũng tin chắc rằng là cũng có rất nhiều anh chị ở đây cũng đã từng đọc, đã từng xem qua, đã từng nhận được những cái bản tin đấy, và một số thì cũng có những phản hồi được đông đảo, cái phản hồi rất là tích cực, và chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển và hoàn thiện, mình việt hóa những cái tin tức công nghệ, những cái giải pháp của Siemens thế giới để đem lại cho khách hàng Việt Nam chúng ta. Về phần digital service thì suite, vừa rồi bạn Tô cũng đã giới thiệu suite, thì đương nhiên khi tham gia cái gói service contract này thì sẽ được tạo những cái tài khoản về suite, về cơ cao về suite là miễn phí. Và những cái hiện nay thì chúng tôi chưa có một cái định hình gì về cái mức phí mà sẽ dùng suite sau này chẳng hạn. Sau này tương lai có thể là mình sẽ dùng giống như những cái người dùng dịch vụ Grab thì sẽ phải trả tiền hoa hồng cho cái nhà phát triển, thì cũng phải nói thật là tương lai thì chắc chắn thì cũng suite cũng sẽ mình sẽ phải trả tiền cho cái việc mà sử dụng. Tuy nhiên thì hiện tại trước mắt thì chưa có một, chúng tôi cũng chưa có nhận được một cái giá chính thức nào. Nó như vậy này,
Ở cái offer hiện nay thì chúng tôi sẽ tạo tài khoản suite miễn phí cho khách hàng, cho những cái khách hàng mà tham gia ký hợp đồng và tham gia trải nghiệm nền tảng cái dịch vụ của chúng tôi, có cái sự hỗ trợ để thực hiện. Về cái đấy là về gói basic, còn về gói nâng cao advanced thì đương nhiên là chúng tôi sẽ offer nhiều hơn. Ngoài những cái chúng tôi không liệt kê lại cái gói cho basic, nhưng anh chị nên hiểu đó là cái gói advanced này thì đã bao hàm những cái offer, những cái điều khoản mà offer ở trong cái gói basic đã đưa ra, và có bổ sung thêm và có chỉnh sửa thêm để cho nó phù hợp với cái gói nâng cao này. Đó là ví dụ như là thay vì gọi lại trong 8 giờ thì chúng tôi cam kết dành sự ưu tiên gọi lại sớm hơn trong 2 giờ đồng hồ. Hoặc chúng tôi cái phần mà mở rộng cái thời gian bảo hành này, như lúc đầu tôi có giới thiệu thì ở đây tôi đưa vào với một cái mức giá bình thường là mình sẽ tính theo cái rate service chuẩn của Siemens, nhưng chắc chắn là có cái sự hỗ trợ về giá ở đây khi mà các quý anh chị khách hàng mong muốn, là tại vì mình đã ký với nhau cái hợp đồng về service rồi thì đương nhiên Siemens cũng sẽ phải có cái trách nhiệm mà bảo vệ sự cái thiết bị của anh chị. Nhưng mà mức độ bảo vệ đến đâu thì mình sẽ phải dựa trên những cái list danh sách cụ thể, và đương nhiên là sẽ có hỗ trợ về giá. Rồi service rate thì sẽ được discount nhiều hơn 15%. Rồi đương nhiên có mình sẽ được có cái người service, người kỹ sư là mình phụ trách riêng. Ví dụ có những cái vấn đề gì liên quan đến thiết bị của mình thì cứ liên lạc với một cái contact boy, như vậy thì anh ấy sẽ có trách nhiệm là tiếp nhận thông tin. Có thể anh ấy sẽ không giải quyết được hết, nhưng mà sẽ chắc chắn là sẽ chịu trách nhiệm để tiếp cận thông tin và thông tin được chuyển đi nhanh hơn, để giúp cho cái việc mà đáp ứng phản ứng trong cái tình huống khẩn cấp. Rồi trong cái gói này thì bao gồm cả cái việc mà kỹ sư của chúng tôi sẽ đến tận nhà máy làm việc trong một ngày rưỡi, tức là bao gồm trong gói này đó, thì để cùng với các kỹ sư nhà máy để thực hiện bảo trì. Nếu mà mình có nhu cầu thì khi bảo trì cần có kỹ sư từ hãng, cần có chuyên gia từ hãng, thì trong cái gói này mình đã bao hàm cái công việc đó. Rồi đương nhiên vẫn có visit để connect những cái thông tin về thiết bị đang sử dụng tại nhà máy. Training cũng được hỗ trợ giảm giá nhiều hơn. Rồi training, customize training cho chính cái kỹ sư của các anh chị. Tức là nó khác so với những khóa chuẩn mà thậm chí như là mình gọi là cầm tay chỉ việc on-site training cho kỹ sư luôn. Là cái mức độ cam kết và hỗ trợ nó nhiều hơn. Tôi có thể tổ chức lên tới là 3 ngày workshop, 3 buổi workshop cho đội ngũ kỹ thuật của một kỹ sư của nhà máy. Rồi những cái về sau như là mời tham gia hội thảo thì cũng giống như kia. Mà cái điểm mà digital service ở đây thì có thêm một cái điểm, đó là
được giới thiệu về cái series, tức là cái công cụ mà đánh giá những cái chỉ số mà đánh giá cái mà mức độ mà số hóa, mức độ mà sản xuất thông minh. Thì hiện tại thì ở trong team Siemens Việt Nam chúng tôi thì cũng có nhân lực có đủ để chứng chỉ được quốc tế để công nhận để tham gia trong cái quá trình mà tư vấn, giới thiệu cũng như đánh giá những cái chỉ số này. Thì đó là một số những cái gợi mở, những cái offer mà chúng tôi đưa ra cho anh chị trong cái về cái service contract. Thì về mặt thực tế, khi đã nói về service contract thì nó là cả hai bên, như vậy là thật sự cũng rất mong muốn lắng nghe cái ý kiến đóng góp từ phía các anh chị tham gia cái buổi hội thảo để chúng tôi có thể là hoàn thiện hơn, để đưa ra nắm bắt được cái nhu cầu của thị trường và nhu cầu chung đó, và đưa ra những cái gói, những cái dịch vụ, những cái bổ sung, những cái đặc tính ở trong này làm sao cho nó phù hợp hơn cho cái thị trường ở Việt Nam mình. Thì tôi cũng ra về nội dung chính trong cái hội thảo là kết thúc ở đây. Thì mọi người có thể đặt câu hỏi, rất là mong mọi người là chia sẻ, mạnh dạn chia sẻ những cái quan điểm, những cái thắc mắc, không chỉ riêng cho phần này mà cho cả những cái phần đầu tiên chẳng hạn, về portfolio, về những cái nhóm sản phẩm chúng tôi đã giới thiệu, về suite. Dạ vâng, rất là cảm ơn quý anh chị rất là nhiều đã sắp xếp thời gian để tham dự tới giờ phút này. Thì cũng mong muốn là quý anh chị có thể chia sẻ thêm những câu hỏi, chia sẻ thêm những nội dung mà chúng ta đang thắc mắc về các cái phần liên quan tới dịch vụ khách hàng của Siemens. Thì như là anh Duy cũng có chia sẻ là về những cái gói contract, những cái gói hợp đồng, những cái bản agreement giữa Siemens với end customer, đặc biệt là với các anh chị nào đang làm việc ở nhà máy, thì rõ ràng nó đang mang lại rất là nhiều lợi thế cho chúng ta. Ví dụ như chúng ta sẽ có những cái chương trình đi thăm khách hàng của Siemens. Siemens sẽ đi xuống tận dưới site của chúng ta, sẽ cùng khảo sát, sẽ cùng thực hiện một số cái công việc mà chính ra quý anh chị sẽ phải làm. Và đôi khi có những cái giai đoạn đặc biệt thì muốn chia sẻ, đó là một cái đơn giản nhất khi chúng ta ghi mã hàng, đúng không ạ? Thì cái ghi mã hàng của chúng ta là chúng ta ghi bằng tay, ghi lại, và cái thời gian như vậy nó quá tốn nhiều thời gian. Thì có thể là Siemens sẽ cùng thực hiện cho chúng ta, có những cái tool để giúp cho chúng ta quản lý lại những cái phần liên quan tới spare part đó một cách nhanh chóng. Hay là trong những thời gian mà anh chị thấy trong cái video nói về switch, thì rõ ràng khi đội ngũ thuần túy trước đây, đội ngũ kỹ thuật viên của chúng ta tham gia vào trong hệ thống, thì chúng ta sẽ bắt đầu gọi cho vendor A, B, C, X, Y, Z nào đó để họ vào họ xử lý những cái sự cố. Thì có thể hôm nay họ nói tôi bận quá để ngày mai. Đó. Hoặc là tôi đang làm dự án này, chờ tôi làm xong. Và tất nhiên là họ cũng rất là nhiệt tình, nhưng cái sự nhiệt tình của họ chưa đáp ứng đủ lại cái mong muốn của chúng ta. Tại vì máy của chúng ta ngừng. Và đấy là một cái urgent trong những trường hợp, những nhà máy mà chỉ cần ngừng máy khoảng 10-15 phút là nên tới là management, mà vị trí của các bác đấy là ở top management của nhà máy. Thì rõ ràng đây là một cái điều rất là không hay. Thì switch sẽ hỗ trợ cho chúng ta.
Thì cái phần trình bày của anh Duy và anh Tô có thể là có những cái thắc mắc về các cái phần liên quan tới hợp đồng, cách thức chúng ta thực hiện làm sao, hoặc là những cách thức mà về switch như thế nào, hoặc ngay cả những cái phần chi tiết trong bản hợp đồng anh chị thấy là có thể cần thêm cái thông tin, thì anh chị cũng có thể vui lòng có thể hỏi. Những anh chị nào ngại thì chúng ta có thể đánh vào trong cái vị trí ô chat để chúng ta có thể làm gì, chúng ta sẽ dựa vào đấy thì bên đội tư vấn của Siemens sẽ trả lời câu hỏi và hỗ trợ anh chị. Và nếu anh chị còn cần thêm những hỗ trợ nào khác thì anh chị cứ đưa ra những đề xuất, bên đội dịch vụ của Siemens sẽ cố gắng sẽ cùng thực hiện quý anh chị trong những cái giải pháp mà giúp cho anh chị giảm cái công sức mà chúng ta phải bảo trì một cái hệ thống máy quá quá mất nhiều thời gian. Hiện nay thì Siemens cũng có những cái tool như vậy, thì anh chị có thể chia sẻ thêm các cái phần liên quan tới nhà máy của mình ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị nhiều. Các anh chị nào mà đặt câu hỏi thì có thể là bật cái mic lên, vì hiện tại là đang là tắt hết mic. Em xin chào mấy anh, alo mấy anh nghe em đó không ạ? Có ạ, ok bạn. Cũng lời đầu tiên xin chào mấy anh, cảm ơn mấy anh tổ chức hội thảo. Thì em cũng lần đầu tiên tham gia với hội thảo với bên mình. Thì em xin giới thiệu em trước, em là Tóc. Tên này đủ là Trần Công Tóc, hiện tại em đang làm bên công ty ABI. Thì chia sẻ với anh chị thì bên em cũng đang dùng hệ thống Roadmap bên ngành bia của Siemens ha. Tham gia hội thảo thì em cũng có nhiều thông tin hữu ích, thì một câu hỏi thì em cũng muốn chia sẻ một số thông tin của mấy anh chị để chia sẻ thêm. Thì em có hai cái câu hỏi thì phần thứ nhất là phần về service contract thì như em thấy cái phần đầu về mấy anh chị chia sẻ thì mình có cái vụ mình service cho từng cái cây urchin rồi từng cái mua cái cạc trên cái trang web Siemens thì yes. Chia sẻ thẳng là hồi trước về là bên em cũng có mua cái cạc đó và đa số là bên em nếu như có xảy ra sự cố hoặc sự bảo dạ thì hình như là đa số gửi mail trực tiếp với bên hãng Siemens, chứ em chưa thấy bên đội kỹ thuật của bên Siemens Việt Nam mình tham gia hoặc là ai có người owner chịu trách nhiệm đó. Thì cho em hỏi là cái mục mà service contract đó thì mình làm việc trực tiếp với bên kỹ sư Siemens ở bên Đức hay là mình làm việc trực tiếp với kỹ sư của bên Việt Nam, để sau này mình dù sao mình cũng chung một cái ngôn ngữ tiếng Việt á, mình cũng mô tả vấn đề nó dễ hơn rồi hỗ trợ support nó nhanh hơn và mình có quan hệ gần gũi hơn, thân thiết hơn. Vâng, thế câu hỏi thứ hai. Dạ. Câu hỏi thứ hai. Mời câu hai luôn ha. Thì câu hỏi thứ hai á là về cái hệ thống sử dụng á thì đôi khi nó cũng một số lỗi về trục trặc về phần cứng, phần mềm, về database, hoặc là mình cần upgrade nâng cấp về license, về phần cứng. Thì cho em hỏi là bên Siemens mình là theo em biết á thì lúc trước thì bên Siemens mình là mạnh chủ yếu bên thương mại, chưa có cái đội ngũ kỹ thuật mà chuyên môn hóa về cái đó để support về nhà máy factory on site. Thì cho em hỏi thì sau này nếu bên em có nhu cầu về mấy phần đó thì bên mình có tư vấn hay là làm cái giải pháp như bên nhà máy để mình cùng update nâng cấp được ạ. Rồi, thì xin phép để trả lời cho bạn cái câu hỏi. Thì thực ra là đúng như bạn nói, đó là trước nay thì API vẫn liên lạc với có thể Siemens bên Đức hoặc là một Siemens nước nào đó. Thế nhưng hiện tại thì ngay từ đầu trong cái team CS, trong cái team các dịch vụ khách hàng ở đây đang có một cái chuyên gia
rất giỏi về Walmart, đó là anh Tô. Rất, có rất nhiều kinh nghiệm về Walmart và anh Tô đã thực hiện rất nhiều những cái dự án, trực tiếp thực hiện rất nhiều những dự án liên quan đến Walmart. Thì mình nghĩ rằng là với cái service card sau này chẳng hạn, khi mà Siemens offer thì bản thân Siemens Việt Nam là hoàn toàn có thể là thực hiện được những cái job đó các bạn. Đúng như nói là cùng một ngôn ngữ tiếng Việt, cùng một cái múi giờ time zone, nó sẽ dễ dàng liên lạc hơn. Mình không sẽ mất không mất quá nhiều thời gian trong cái việc mà email hoặc là phải chờ đến giờ gọi điện online. Để anh Tô sẽ lát nữa anh Tô sẽ có thể chia sẻ thêm với bạn, và đương nhiên anh Tô sẽ trả lời câu hỏi thứ hai vì nó liên quan đến cái chuyên môn về upgrade rồi nâng cấp. Cảm ơn anh Toán đã chia sẻ cái thông tin rất chi là hữu ích. Thực ra thì API thì dùng, nhưng mà ngày xưa thì hiện tại hình như là bên anh Toán đang sử dụng phiên bản version 6.0 đúng không ạ? Alo. Dạ, chia sẻ với anh là hiện tại API có hai nhà máy, một nhà máy bên SAP Miller cũ và một nhà máy bên API bên VSIP. Thì bên VSIP thì đang sử dụng 6.0, còn bên API bên Mỹ Phước á, SAP Miller cũ á, thì đang dùng version 7.5. À, 7.5 thì có vẻ là mới rồi, nhưng mà tuy nhiên thì hiện tại chia sẻ với anh là đang hiện tại đến version 8.0 với ST1. Thì cái nâng cấp ấy thì là bên Siemens, chính bên Siemens cũng đã lên giải pháp và nâng cấp cho nhà máy bia Sài Gòn Vĩnh Long cái Bromart đấy từ version 6.0 lên version 8.0 rồi, và trong năm vừa rồi. Thế nên là khi mà anh tại vì sao version 8.0 có những cái tính năng ưu việt hơn rất nhiều và cái sản phẩm nó cũng up to date, nên là tại vì version 6.0 bây giờ ấy, thì một hoặc hai năm nữa thì cả phần cứng đến phần mềm thì nó sẽ là fade out, là obsolete hết. Mọi người khó khăn có trong cái việc mua spare part, nên là cái việc mà nghĩ đến cái việc nâng cấp là chắc chắn là mọi người sẽ phải nghĩ từ cái thời điểm bây giờ rồi. Còn cái việc mà lên khi mà tư vấn lên giải pháp nâng cấp thì nếu bên anh Toán có nhu cầu thì hoàn toàn có thể liên lạc trực tiếp với Siemens bộ phận Siemens, có thể là qua kênh CS này, hoặc là có thể qua kênh về ngành dọc, ví dụ như là chị Duyên chị cũng là phụ trách cái mảng F&B, nhưng mà chị sẽ kết hợp cùng với CS xuống để khảo sát hiện trạng và lên giải pháp cho nhà máy. Hoặc là đơn giản hơn thì anh có thể dùng Swift. Đã, anh có thể dùng Swift. Anh cũng thể ray lên một cái bài toán thế thôi. Hiện trạng là ok, tôi đang dùng cái giải pháp 6.0 đấy, hoặc là tôi đang có một con S7-200 đấy, đó, gì đấy, nó đã ví dụ như các hệ thống Utility cũ thì mình dùng S7-200 hoặc là dùng những cái biến tần đời cũ chẳng hạn, mà bây giờ không có nữa rồi thì mình có thể raise lên một cái Swift đấy, thì Siemens có thể hoàn toàn nhận được cái thông tin và phản hồi cử engineering xuống site để khảo sát lại cho bên mình. Tức là này khẳng định với Toán một lần nữa, đó là Siemens Việt Nam ở đây, team customer service thì hoàn toàn có thể xử lý được cái vấn đề đấy, từ cái việc cung cấp cái dịch vụ mà là support, technical support qua cái service card, rồi cũng như là tiếp đó là nâng tư vấn những cái dịch vụ về nâng cấp hệ thống này. Em nghĩ thêm trường hợp như thế này anh Duy ơi, giờ mình sẽ liên hệ với chỗ anh Toán, đó là tuy bên chỗ công ty anh Toán chưa có ký cái service, bất kỳ một service basic hay là advanced với mình, nhưng mà đội customer service của Siemens sẵn sàng kết hợp với cùng nhà máy, sẽ đi xuống thăm khảo sát nhà máy và có thể cùng đưa ra những cái kế hoạch hỗ trợ và phát triển cho nhà máy, và trong trường hợp cần thì nhà máy có thể cùng tham gia. Ví dụ như trường hợp đấy là nhà máy cần, ok, sau khi Siemens đưa ra những cái khảo sát, đưa ra những cái giải pháp cho mình rồi, nhà máy có thể dựa vào đấy, nhà máy xem xét lại cái việc là có sử dụng hay không sử dụng.
thì bên đội ngũ Siemens sẵn sàng làm việc đó. Chỗ anh Toán có thể làm việc thêm với bên chỗ nhà máy. Và về việc thông tin thì có thể là liên hệ với anh Duy, liên hệ với anh Tô, hoặc là trong trường hợp mà cần hỗ trợ thêm thì có thể liên hệ với Hiếu, tại vì Hiếu đang phụ trách ở Hồ Chí Minh. Anh Tô và anh Duy thì đang ở khu vực Hà Nội. Dạ vâng. Dạ dạ, em cảm ơn thông tin của Man ạ. Ok, có gì em sẽ lại sau ha. Rồi, cảm ơn anh Toán. Mời anh tiếp theo thì có anh nào có những cái băn khoăn cũng muốn chia sẻ. Dạ vâng, thì ở đây chắc là các anh chị vẫn còn đang ngại thì Hiếu cũng muốn chia sẻ thêm một số thông tin. Thì với bên đội dịch vụ khách hàng của Siemens thì hơn nãy như anh Toán nói là trước đây liên hệ với Siemens chủ yếu là bán hàng. Thì em chia sẻ thêm là không phải chỉ là bán hàng thôi, mà trước đây là cái cách làm việc của Siemens Việt Nam đó là về phần thương mại thì Siemens Việt Nam cũng có làm thương mại và cũng có những cái làm việc trực tiếp với end customer hoặc là làm việc thông qua các đối tác. Nhưng mà trong một số trường hợp, một số cái dịch vụ mà đối tác có thể không thực hiện được do về tính chất, về kỹ thuật hoặc là về những cái chuyển đổi số sau này, nó khá đòi hỏi những cái yêu cầu phức tạp. Thì bên đội ngũ Siemens đã dành khá nhiều thời gian để đưa ra những cái giải pháp. Thì đội dịch vụ khách hàng ở đây được thành lập từ 2018. Không, 2016 chứ nhỉ? 2016 là đội dịch vụ khách hàng đã thực hiện và thực hiện với rất nhiều cái khách hàng. Tuy nhiên gần như là đối với đội dịch vụ customer service của Siemens ấy, trước giờ là chủ yếu đi tập trung vào làm việc với khách hàng và ít khi có những cái hội thảo trực tuyến hoặc là hội thảo giới thiệu thêm để cho tất cả quý anh chị biết là Siemens đang có cái đội đó, đang có cái đội đó, và chính cũng mong muốn là nhờ cái hội thảo này để chia sẻ tới quý anh chị đó là Siemens đang có cái đội dịch vụ khách hàng từ năm 2016 cho tới hiện nay. Nhưng mà có thể là mọi người không biết và đâu đó thông tin là Siemens Việt Nam chỉ bán hàng và không thể làm dịch vụ. Thì Hiếu muốn chia sẻ ở đây là Siemens Việt Nam có đội dịch vụ khách hàng và có thể làm tất cả những yêu cầu của khách hàng mong muốn trong những trường hợp đấy. Tại vì đội customer service của Siemens Việt Nam chỉ là một thành viên trong Siemens và cũng là một thành viên trong một cái customer service chung của Siemens toàn cầu. Dẫn tới trong những cái trường hợp chúng ta cần bất kỳ cái dịch vụ gì từ phía Siemens nâng cấp hệ thống, ví dụ từ S5 đến S7, Roadmap thế hệ cũ lên thế hệ mới, S7-200, S7-300, hoặc là những cái đặc biệt là những nhà máy của anh chị đang có những cái màn hình thế hệ cũ, chúng ta đang mua với cái giá rất là cao. Tại sao? Tại vì cái hàng đấy không còn nữa và nó thuộc về fail out product hoặc là discontinue. Thì những cái sản phẩm mà không còn đấy nữa thì giá của nó cực kỳ cao. Thì bên Siemens có một số cái dịch vụ đó là gì? Chuyển đổi từ màn hình thế hệ thấp đó, ví dụ như từ màn hình MP277, MP377 sang màn hình TP Comfort. Đó. Nhưng mà trước giờ chúng ta không biết và chúng ta tự làm hoặc là chúng ta thuê dịch vụ. Nhưng nào mà có thể mang tới những cái rủi ro. Hoặc có những cái dịch vụ là người ta ký hợp đồng người ta làm. Nhưng mà người ta làm bán cái rổ đất cho mình xong, cái dịch vụ đấy người ta không làm nữa. Lý do là gì? Thực ra là người ta ký hợp đồng để người ta bán rổ đất. Còn lại cái dịch vụ là họ không thể làm được. Và họ lấy tiền xong họ có thể không có contact lại nữa. Thì bên Siemens Việt Nam là có những cái dịch vụ để hoàn thiện toàn bộ cái giải pháp như vậy và cam kết là hoàn thành tới khi chúng ta thực hiện xong. Đó. Thì bên Siemens Việt Nam cũng có những cái dự án, những cái mà dịch vụ khách hàng rất là lớn mà
mà anh Duy đang thực hiện, thì chắc anh Duy có thể chia sẻ thêm về các cái dịch vụ mà chúng ta đã làm đấy để cho quý anh chị biết ạ. Dạ. Rồi thì cũng như là Hiếu đã nói, vấn đề là cái bộ phận dịch vụ của khách hàng của Siemens đã thành lập cách đây cũng 4-5 năm. Nhưng vấn đề là cũng có thể khẳng định lại, chúng tôi vẫn hỗ trợ khách hàng đội ngũ team customer service cũng như toàn bộ sales service vẫn hỗ trợ khách hàng như bình thường với những cái công cụ qua online, forum, qua telephone, email. Thế nhưng tuy nhiên cái bộ phận này của chúng tôi sẽ hướng tới phục vụ một khách hàng, ưu tiên đương nhiên là phải ưu tiên những phục vụ khách hàng mà trả tiền, đúng không? Phải ký service contract hoặc là mua cái service card, ưu tiên dành phục vụ cho khách hàng đó, ưu tiên phục vụ cho khách hàng trong những trường hợp khẩn cấp và mong muốn đem lại cái mức độ phục vụ tốt hơn, độ hài lòng tốt hơn cho khách hàng. Chúng tôi có không chỉ là những thành viên trong team customer service ở Việt Nam, như cái gương mặt ở đây bốn anh em, mà chúng tôi còn cả có một cái đội ngũ các cái chuyên gia, cái nền tảng ở phía sau của cái Siemens khu vực Đông Nam Á cũng như là Siemens toàn cầu. Và ngay tại Việt Nam thì chúng tôi cũng có cả một hệ thống đối tác làm dịch vụ sẵn sàng để phục vụ với khách hàng khi mà có nhu cầu. Thế là chúng ta có cái sự kết nối, có sự tương tác, có cái sự chia sẻ để cùng nhau mình giải quyết những cái bài toán, những yêu cầu của khách hàng, của các anh chị. Thì trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng thực hiện thành công rất nhiều với những cái khách hàng lớn trong ngành thép, trong ngành giấy, rồi như nói là trong cái ngành mà thực phẩm và đồ uống, mà ngành ô tô điển hình như VinFast, thì cũng mong muốn là được phục vụ khách hàng nhiều hơn. Đội ngũ của chúng tôi cũng ngày càng được lớn mạnh, rồi đương nhiên là có công việc thì chúng tôi sẽ được tăng cường cái sự giao lưu, trau dồi để kiến thức, cập nhật những công nghệ mới này phục vụ chính của anh chị nó tốt hơn. Dạ vâng. Dạ. Nếu ở đây thì xin mời quý anh chị có thêm nhận thêm một hai câu hỏi cuối ạ, để bên team CS có thể trả lời quý anh chị thêm các cái phần chúng ta đang có những cái thắc mắc. Đó là những cái thắc mắc đấy thì nhờ quý anh chị có thể hỏi đáp thêm. Chúng ta sẽ kéo dài thêm một ít thời gian nữa nếu chúng ta có thêm nhiều câu hỏi ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Vẫn chưa thấy câu hỏi thì Hiếu muốn chia sẻ thêm một nội dung. Đó là cái phần mà chúng ta mở rộng đấy. Quý anh chị còn nhớ hơn nãy chỗ anh Duy nói về một cái dịch vụ mà bên chỗ đội CS có thể cung cấp thêm cho quý anh chị, đó là cái thời gian mở rộng bảo hành. Đó. Thì thay vì chúng ta mua các cái sản phẩm như thuần túy, đó là gì ạ? Bảo hành thời hạn bảo hành của quý anh chị là 12 tháng, từ lúc quý anh chị có thể là mua trực tiếp từ Siemens hoặc mua qua các cái nhà cung cấp của Siemens, tức là gọi là partner. Thì những cái dịch vụ đấy thông thường standard nó chỉ là 12 tháng. Tuy nhiên trong một số trường hợp chúng ta cần cái thời gian mở rộng bảo hành nhiều hơn. Đó là có thể là 18 tháng, 24 tháng hoặc như anh Duy nói lớn nhất là chúng ta có 30 tháng 5 năm. Dạ. Khoảng 5 năm. Dạ. Thì trong thời gian mở rộng nhiều nhất là lên tới 5 năm.
Thì nhiều quý anh chị sẽ đặt ra một trường hợp như thế này: tại sao chúng tôi lại phải mua một cái dịch vụ để mở rộng thêm, mà trong khi cái thiết bị sản xuất của Siemens là tôi sử dụng có thể những có những sản phẩm là 20 năm nay ở nhà máy của tôi vẫn xài tốt, nhưng mà tại sao tôi phải mua dịch vụ đó? Thì đây cũng là một cái vấn đề mà quý anh chị có thể xem xét thêm. Thực ra sản phẩm của Siemens có những cái hệ thống Hiếu đã từng đi xuống nhà máy và Hiếu chạm vào cái vỏ, Hiếu cầm, Hiếu bẻ nhẹ ấy. Mấy anh hay chiêu đùa là bẻ nhẹ thì rõ ràng cái vỏ đấy nó nứt luôn, nhưng mà cái bo còn hoạt động rất là tốt. Và thời gian có những cái sản phẩm từ S5 tới hiện nay là gần 30 năm đó, vẫn sử dụng đang và rất tốt. Vậy tại sao phải mua? Đôi khi chúng ta sẽ có những cái sự cố hỏng hóc tại trong nhà máy, ví dụ như là những cái hệ thống điện họ chập mạch, họ đánh ngược dội lại trong những cái hệ thống sản xuất chẳng hạn, thì chúng ta sẽ xem xét là có những cái sản phẩm á, nó bị lỗi, hoặc là những cái firmware nó bị lỗi, thì chúng ta có thể coi lại thì những cái dịch vụ của Siemens sẽ cung cấp đi khảo sát và tìm ra nguyên nhân. Đồng thời thì dựa vào đó thì có những cái thiết bị là trong thời gian sản xuất có thể nó phát sinh một cái lỗi nào đó do trong quá trình chúng ta vận hành hoặc thao tác sai cái quy chuẩn chẳng hạn, thì chúng ta có thể nghĩ về việc là mua các cái dịch vụ để mở rộng này. Đó, thì quý anh chị có thể xem xét thêm. Thực ra nó cũng không nhiều tiền đâu, nó chỉ thêm một ít thôi. Tức là chúng ta đã mua một cái gói sản phẩm và nó chỉ thêm một cái plus rất là nhỏ thôi, chỉ chừng này thôi. Và khi chúng ta tăng thêm một cái khoản chi phí add-on đấy thì chúng ta có thể mở rộng thời gian của chúng ta rất là nhiều. Đó. Thì nếu mà cần thêm thông tin thì anh chị có thể liên hệ với anh Duy và anh Tô để sẽ có được ra những cái gói ban đầu mà tôi mua. Đó là khoảng, ví dụ như là cái gói sản phẩm của tôi mua là 10 tỷ thôi, thì giờ tôi muốn mở rộng thêm thời gian của tôi là khoảng 3 năm, thì trong 3 năm đấy thì tôi phải cộng thêm cái dịch vụ gì, bao nhiêu tiền, thì sẽ có những cái tính toán để gửi lại quý anh chị. Vâng, đây này, một số cái chia sẻ và muốn làm rõ. Chắc là nếu anh chị còn ngại ngần đó, không có cái câu hỏi gì, thì sau cái buổi thảo này bộ phận marketing của chúng tôi sẽ gửi đến anh chị cái bản mà đánh giá cũng như là cái gọi là cái feedback form để các anh chị có thể điền thông tin vào đó, đặt câu hỏi cũng như là nêu những cái vấn đề. Ví dụ hôm nay tôi trình bày về tổng quan về các nhóm sản phẩm bộ phận dịch vụ khách hàng đang có thể cung cấp, anh chị muốn quan tâm làm rõ hơn, tôi muốn tìm hiểu thêm gói này, dịch vụ này, thì có thể đặt câu hỏi luôn tại đó, thì chúng tôi sẽ giới thiệu trực tiếp đến chi tiết hơn, trực tiếp đến hơn đến các anh chị. Chắc là mình kết thúc cái buổi hội thảo hôm nay tại đây. Vâng, xin rất là chân thành cảm ơn các anh chị, quý khách hàng, quý đối tác cũng như là các bạn đồng nghiệp đã tham gia, đã lắng nghe cái chia sẻ và tham gia cùng với team customer service của Siemens. Xin kính chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an. Xin tạm biệt mọi người nhé. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý anh chị. Cảm ơn các anh chị.